Hello, chào các bác. Các bác xem kênh yêu quý em thì cho em xin một nút like nhé. Một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Hãy xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh. Các bác đăng ký kênh và bật chuông thông báo nhé, để cập nhật các cái video bên em đăng tải lên. Đấy, mã sản phẩm đầu tiên bên em thanh lý cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop còn hai cái gối massage. Đấy, gối massage hàng 8 bi nhá. Con này thì dùng bình thường. Đấy, đơn giản là nó mất vỏ hộp thôi. Nó mất vỏ hộp thì bên em sẽ xả thanh lý cho các bác cái giá đó là 100.000 nhá. 100.000 cho một con gối massage như này. Đấy, nó chỉ mất vỏ hộp thôi các bác nhá. Lên mã giúp cho em đó là gối massage nhá. Đấy, gối massage giá nó sẽ là 100.000. Còn bác nào lấy cái loại mà có cả vỏ hộp ngon lành thì nó sẽ là 170.000 nhá. 170.000 cho một con gối massage như này. Dòng gối massage 8 bi giá thanh lý nhá. Tiếp theo thì bên em có cái đó là cái dây cái này để các bác dán vào để các bác dẫn dây điện cho nó thẳng vào hàng và lối này. Đấy, cái này các bác lên cho em là nẹp dây điện nhá. Nẹp dây điện thì em có hai túi thôi. Mỗi túi này bán thanh lý cho các bác với giá đó là 20.000 cho một túi như này. Một túi này nó vào khoảng là vài chục cái nhá. Nó sẽ có cái miếng dán này, các bác bóc cái miếng dán này ra này. Đấy, bóc cái miếng dán này ra, sau đó thì các bác dán lên tường, dán lên tủ tiếp các thứ đấy. Sau đó các bác nhét cái dây điện vào đây cho em, nhét cái dây điện vào đây cho em nhá. Đấy, lên mã giúp cho em là nẹp dây điện nhá. Đấy, em còn có hai túi thôi. Giá bán thanh lý cho bác với giá đó là 20.000 cho một túi nẹp dây điện như này nhá. Nẹp dây điện 20.000 một túi. Tiếp theo thì bên shop thanh lý cho các bác cái mã quạt phun xương này. Đấy, con này thì nó sẽ là dòng quạt phun xương như này. Đấy, con này bên em đang bán là 380.000. Đấy, riêng con này thì nó lỗi một chút là cái đấy, nó lỗi một chút là cái đấy, hai quạt chạy bình thường nhá. Đấy, nó chỉ lỗi một chút là cái đèn của nó nhiều lúc nó có một con đèn led ở đây thì nhiều lúc nó lên nó không tắt nhá. Đấy, chứ còn là tất cả các chức năng hoạt động bình thường. Giá thì bên em thanh lý cho các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là quạt phun xương. Đây, xương đang phun ra đây. Con này thanh lý cho bác với giá đó là 230.000 nhá. 230.000, yêu cầu các bác là chuyển khoản hết bên em mới gửi hàng các bác nhá. 230.000. Đó. Tiếp tục một số cái mã hàng mới bên em nhá. Đầu tiên thì sẽ về cho các bác sản phẩm đó là cái cần câu nhá. Cành này thì nó sẽ là 2m7 các bác. Cành câu 2m7. Con này thì hàng cực kỳ chất cho các bác luôn. Cành câu 2m7 các bác nhá. Đấy, có bao đựng đàng hoàng. Đây, 2m7 này. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đó. Lên mã giúp cho em là cành câu nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 120.000 cho con cành câu như này thôi. Giá 120.000 này, xoáy ra cho em này. Đấy. Đây, đấy đầu cành của nó đây. Rất ngon luôn các bác nhá. Chiều dài của nó sẽ là 2m7 các bác nhá. Đấy. Chiều dài của nó là 2m7 các bác này. Đấy, 2m7. Đây, con cành câu như này. Con này thì test cái độ mềm của nó thì rất tốt luôn các bác này. Đấy, test độ mềm của nó rất là tốt luôn. Đó. Rất là ngon nhá. Nhỏ nhẹ các bác dùng để câu các loại cá cơ bản thì rất là ok luôn nhá. Các loại cá cơ bản cho em rất là ok. Đó. Một con cần câu như này giá của nó sẽ là 120.000 nhá. Đấy, các bác lên cho em là cành câu Nhật nhá, cành câu Nhật. Giá sẽ là 120.000 cho một con cành câu như này, 120.000. Hàng thì siêu chất lượng cho các bác luôn. Hàng chất lượng nhá. Giá thì rất hợp lý rồi. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. 120.000 cho con cần câu như này thôi. Đó. Cái chiều dài cố định của nó thì nó sẽ là vào khoảng là đi 60 cm nhá. Chiều dài cố định của nó thì vào khoảng 60 cm rồi các bạn. Đấy, con này thì nói chung là dùng thì rất là sướng luôn. Đấy, rất sướng luôn. Đây. Đấy, nhỏ gọn tiện ích. Chất liệu của nó thì nó sẽ là từ sợi carbon nhá, làm từ sợi carbon cho nên là rất là bền đẹp chắc chắn luôn. Lên mã giúp cho em nó là cần câu nhá. Giá sẽ là 120.000 cho một con cần câu này thôi. 120.000 cho con cần câu Nhật như này. Hàng mới tinh chưa qua sử dụng, bên em cũng về được có mấy chiếc thôi. Mấy chiếc thôi các bác nhá. Đấy, rất nhỏ gọn luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái một cái mẫu sản phẩm đó là cái các bác lên cho em là chuông báo trộm nhá. Chuông báo trộm giá thì chỉ có cho các bác là 30.000 cho một cái bộ chuông báo trộm này thôi. 30.000 cho một bộ nhá. Nếu mà bác nào mà mua 5 bộ thì bên em sẽ tặng một. Đấy, 30.000 một bộ, mua 5 bộ tặng một này. Cái này thì nó sẽ sử dụng cái pin con thỏ nhỏ như này và bên em bán thì không kèm pin nhá. Về nhà bỏ cái đèn này vào cái chỗ của nó này, xong là lúc nào soạn thì nhặt trước đi. Không có vỏ không được. Một cái thôi. Ừ. Đây các bác lắp cho em cái pin con thỏ nhỏ này vào này. Đấy, đây. Đấy. Đấy, thì ở đây nó sẽ là có công tắc đây. Các bác bật cho em có nút on, nút off nhá. On, off đây các bác bật lên cho em này. Đấy. Và khi mà các bác sử dụng thì các bác chỉ cần là bóc ra sau dán vào, xong đó là khớp hai cái mũi tên này vào cho em này. Đấy, khớp hai cái mũi tên này vào như này.
Đấy, thì các bác để cho em ở hai cái cánh cửa này, cánh cửa cánh cổng này có cái sự liên kết như này. Đấy, bỏ ra là nó sẽ hú này. Đấy, các bác thấy không? Còi của nó kêu rất là to luôn, còi kêu rất là to luôn. Thì các bác cứ sử dụng ban đêm cho em, ban ngày các bác tắt đi. Đấy, ban ngày khi mở cửa ra các bác tắt đi, ban đêm khi khóa cổng khóa cửa vào thì các bác lại bật lên cho em. Đó. Và để vào như này. Đấy, khi đóng cửa vào là nó sẽ kết nối như này. Mở ra nó sẽ kêu. Đó, các bác thấy không? Kêu rất là to luôn. Thì con này rất là tiện ích nhá. 30.000 một chiếc và mua 5 tặng 1. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là giá của nó sẽ là 30.000 một chiếc nhá. Mua 5 tặng 1 các bác nhá. Đấy, có cái nút on ở đây. Đây các bác này. Đấy. Khi mà các bác đóng cửa vào nó sẽ như này, mở cửa ra nó sẽ kêu. Đấy, rất tiện ích luôn. Đó. Đấy các bác thấy không? Rất nhạy nhá, rất nhạy luôn và kêu rất là to luôn. Nhạy lắm các bác. Vừa nhạy vừa kêu to luôn thì nói chung là con này dùng thì siêu tiện ích luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 30.000 một chiếc thôi, giá siêu rẻ luôn. Đấy các bác mua 5 thì bên em sẽ tặng 1. Đấy, nhà các bác nào nhiều cửa, nhiều cổng thì các bác lắp vào cho em. Đấy. Các bác lắp vào cánh cổng, cánh cửa, cánh tủ đều được hết nhá. Giá của nó sẽ là 30k. Đây em sẽ cho các bác xem một cái video thực tế nữa. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm đó là cái con mũ ếch này, mũ ếch. Chất lượng của nó thì nó sẽ là chất liệu là bằng vải dù nhá, bằng vải dù như này. Đấy, nó sẽ là vải dù dạng vải kaki quân đội rất là đẹp luôn. Đường kim mũi chỉ này, rất sắc nét luôn. Đó, rất là đẹp như này. Lên mã giúp cho em đó là mũ ếch nhá, mũ ếch. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là giá sẽ là 80.000 cho con mũ ếch như này nhá. Giá của nó sẽ là 80k. Hàng thì cực kỳ là đẹp cho các bác luôn. Rất đẹp các bác ở đây. Đấy, rất đẹp như này các bác này. Rất đẹp. Chất liệu của nó này, đường kim mũi chỉ này, khuy đồng nhá, rất đẹp cho các bác luôn. Giá thì sẽ là 80k cho con mũ ếch như này nhá. Lên cho là mũ ếch giá 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái túi đồ nghề mini nhá. Chiều dài của nó thì vào khoảng 40 cm. Đấy, chiều dài khoảng 40 cm cũng khá là dài luôn. Chiều cao của nó thì vào khoảng là 18-20 cm, chiều rộng thì vào khoảng là 15 cm. Đây. Rất to rộng luôn, có quai sách quai đeo như này thì các bác có thể dùng để mình đựng các cái đồ nghề như là dao búa kìm kéo này, hoặc là mang đi du lịch này. Đấy, mang đi du lịch, đi học, đi phượt, đi làm, đi chơi. Đấy, rất dày dẫn chắc chắn nhá, có cả ngăn phụ bên ngoài nhá, có ngăn phụ bên ngoài cho các bác luôn. Đấy, rất dày dẫn chắc chắn. Khóa thì nó sẽ là tay nắm bằng đồng như này, rất đẹp cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là túi đồ nghề mini, giá sẽ là 100k nhá, 100k cho một con túi đồ nghề mini nhá. Giá của nó sẽ là 100k. Đó, túi đồ nghề mini 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái dòng túi này. Đấy, đây. Nó sẽ là một cái dòng túi như này các bác này. Đấy, một cái dòng túi như này. Thì con này khá là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Túi rất là đẹp và tiện ích cho các bác luôn nhá. Đấy. Ở đây thì cái chiều cao của nó thì được vào khoảng là gần 30. Đấy. Chiều cao thì gần 30. Chiều rộng của nó thì cũng phải vào khoảng 15 và rất là nhiều ngăn luôn. Đấy, con này thì nó sẽ là một cái con túi đa di năng luôn nhá. Đa di năng rất là rộng luôn. Đây các bác này. Đấy. Rất là rộng luôn và rất là nhiều ngăn luôn nhá. Đấy, rất nhiều ngăn như này. Đấy, đây các bác nhá. Đó, rất nhiều ngăn luôn các bác này, rất nhiều ngăn luôn. 1 ngăn này, 2 ngăn này, 3 ngăn này, 4 ngăn này, 5 ngăn nhá. Đấy, 5 ngăn cho các bác luôn. 5 ngăn thoải mái sử dụng này. 1 ngăn này, 2 ngăn này, 3 ngăn này, 4 ngăn này, 5 ngăn nhá. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em đó là 5 ngăn, 6 ngăn này. Đấy, 7 ngăn nhá. Lên cho em là túi 7 ngăn nhá. Đấy, túi 7 ngăn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 cho một con túi 7 ngăn như này thôi, 100k nhá. Lên mã giúp cho em là túi 7 ngăn, hàng của Nhật nhá, quân đội Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đấy, lên cho em là túi 7 ngăn nhá, túi 7 ngăn này. Túi 7 ngăn, giá của nó sẽ là 100k nhá, 100k cho con túi 7 ngăn như này, giá sẽ là 100.000. Đây, hàng cực đẹp cho bác luôn. Chất liệu của nó thì nó là sẽ là vải xanh quân đội này, 1 ngăn này, 2 ngăn này, đấy, 3 ngăn này, 4 ngăn này, 5 ngăn và 2 ngăn bên hông nữa là 7 ngăn. To dài đẹp cho các bác luôn. Đấy, cái chiều dài của nó thì nó sẽ vào khoảng là 35. Đấy, chiều cao thì vào khoảng là gần 30. Đấy, và chiều rộng thì vào khoảng là 15. Nói chung là to lắm. Con này thì đựng được khá nhiều đồ luôn. Mang đi du lịch, đi học, đi phượt, đi làm, đi chơi đều ok hết nhá. Bên trong có lớp lót mềm như này, các bác có thể để iPad cái thứ đều ok. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm nữa là cái đồng hồ vuông kế, giá sẽ là 90.000 nhá. 90.000 cho em đồng hồ vuông kế như này. Đây. Đấy, nó sẽ là một con đồng hồ vuông kế như này, giá sẽ là 90k. Có cả lẫy liếc cho các bác đàng hoàng nhé, có cả đầu thử điện nhá. Đấy, nó sẽ đo ôm, đo vôn kế, đo AC, đo các kiểu con là điều luôn. Lên cho em là đồng hồ vôn kế, giá sẽ là 90.000 một con đồng hồ như này thôi, 90k. Đấy, các bác nào làm thợ, làm nghề hoặc là mua về để mình sửa chữa lặt vặt dùng con này cũng rất là ok luôn. Đồng hồ vôn kế giá sẽ là 90.000 nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái mã bật lửa Zippo, nó sẽ có cho các bác là hai màu, màu vàng và màu bạc này. Đấy. Bật lửa Zippo Mỹ, giá thì chỉ có cho các bác là
95.000 thôi. Đây, đấy, Liverpool này, USA này, đấy rất đẹp cho các bác luôn. Đó. Nó sẽ có cho các bác là hai màu, màu vàng và màu bạc như này, rất đẹp cho các bác luôn. Đó. Màu vàng, màu bạc như này giá thì chỉ có 90k cho một con bật lửa như này thôi. 90.000 các bác nhá. Đây, hàng nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện chưa qua sử dụng các bác này. Đấy, rất đẹp cho các bác luôn. Các bác thấy không? Đó. Rất đẹp luôn các bác nhá. Đó. Đây. Đấy, về nhà thì các bác châm dầu vào cho em. Châm dầu vào cho em nhá. USA, hàng của Mỹ như này nhá. Hàng của Mỹ, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là bật lửa Zippo Mỹ nhá. Zippo Mỹ. Đây. Đấy. Hàng made in USA này, made in USA nhá. Đó, made in USA. Đấy, các bác thấy không? Rồi, Zippo. Giá sẽ là 90.000 cho một con bật lửa Zippo này thôi. Giá thanh lý cho các bác, giá cực kỳ tốt luôn. Lên mã giúp cho em là bật lửa Zippo, giá sẽ là 90k nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là bật lửa Zippo này. Đó. Bật lửa Zippo. Zippo Mỹ, giá sẽ là 90k nhá. 90k một con. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái khay các bác lên cho em là khay cà phê, một con khay cà phê như này. Đấy. Thì nó cũng có rất là nhiều các cái hình thù rồi kiểu dáng khác nhau. Đấy, rất là đẹp luôn. À, kiểu dáng thì nó chỉ có một kiểu dáng thôi. Chiều dài của nó thì vào khoảng 25 cm, chiều ngang thì vào khoảng 15 cm. Đấy, rất đẹp cho các bác luôn. Đấy, lên mã giúp cho em đó là khay cà phê, giá sẽ là 25k nhá. 25k cho một con khay cà phê như này. 25.000 cho một con khay cà phê như này các bác này. Đấy, 25.000 một khay. Rất đẹp cho các bác luôn. Lên cho em là khay cà phê, giá sẽ là 25.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái ghế hơi. Đấy, khi bơm lên thì nó sẽ như này. Đấy, thì bên em bán nguyên ghế không sẽ là 350.000 và bao ship nhá. 350k và bao ship. Nếu các bác muốn mua thêm cả cái vòi bơm nữa, cái ống bơm nữa thì sẽ là 50k cho một cái 80.000 cho một cái ống bơm. Đấy, còn nguyên kia mua cái máy bơm là 80.000, còn nguyên ghế này là 50.000 nhá, 350.000 nguyên ghế nhá. Khi bơm lên thì nó sẽ như này. Và đây là cái kích thước của nó đây. Đấy. Đây. Kích thước của nó đây các bác này. Chiều cao của nó là 86 phân, chiều dài của nó là 1m22 nhá. Đấy, chiều ngang của nó là 98 các bác này. Đấy, còn đây là con nhỏ đây, con nhỏ này của nó thì sẽ là 55 và cao 26. Chung là các bác nằm ngồi thoải mái luôn các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bàn chải đánh răng của Hàn Quốc này. Đấy, bàn chải đánh răng của Hàn Quốc này. Đấy, hàng thì rất chất lượng cho các bác luôn. Đấy, đủ màu sắc nhá. Đủ màu sắc, đủ kích thước khác. À, đủ màu sắc, đủ các cái kiểu cho các bác luôn. Đó. Đủ màu các bác nhá. Đấy. Thì con bàn chải này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 20.000 cho 4 cái nhá. 20.000 cho 4 cái. 4 cái là bằng 20k nhá. Đấy, còn 10 cái là sẽ bằng 40.000. 10 cái là bằng 40k. Đó, và 30 cái thì là sẽ là 100.000 nhá. 30 cái một hộp này 100.000. 100.000 cho một hộp này luôn. Đó. 100.000 cho một hộp 30 cái này luôn nhá. 100.000 một hộp 30 cái. 10.000 là 40 cái. Đấy, 10 cái 40.000 và 4 cái là 20.000 các bác nhá. Đó. Giá cực rẻ luôn. Hàng thì nó sẽ là hàng của Hàn Quốc này. Các siêu thị nó đang bán 36.000 Việt Nam đồng đây. Đấy, Korea, Hàn Quốc. Đấy, rất mềm mại luôn nhá. Than tre hòa tính lông tơ mềm mại, dùng cực kỳ thích luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bình đựng chè 2 lít nhá. Bình chè 2 lít như này. Đấy. Bình chè 2 lít. À, bình chè 2 lạng nhá. Đấy, bình đựng chè 2 lạng như này. Thì con 2 lạng này thì giá của nó sẽ là 2 lạng này sẽ là 90.000 này. 90.000. Và bên shop có con 4 lạng nữa. 4 lạng thì giá của nó sẽ là 130.000 nhá. 130.000. Đấy, đây. Nó sẽ có cho các bác là hai màu này, màu vàng gold và màu đỏ, lấy cho anh cái 4 lạng. Đấy, màu vàng gold và màu đỏ như này nhá. Đó, có cả màu trắng inox luôn. Đấy, có cả màu trắng inox luôn các bác nhá. Đây. Màu này sẽ là màu trắng inox này. Hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật, inox 304 không gì nhá. Đó. Cái bé này thì là bình 2 lạng 100 à cái bé này là 90.000 này, 2 lạng 90.000 có hai màu này. Đấy, ba màu này. Đấy, còn cái con này thì cũng có 3 màu như này nhá. Cũng có 3 màu như này, 4 lạng. Giá sẽ là 130.000. 130.000 cho con 4 lạng như này. Đấy. Giá cực kỳ tốt luôn. Ngoài các bác đựng chè này, các bác có thể đựng cà phê này, các loại hạt này, ngũ cốc cũng rất là ok, sạch sẽ này. Đấy, đựng thích lắm các bạn. Đấy. Giòn nó chặt lắm, đựng cà phê này, lạc này, ngũ cốc này, các loại hạt ok luôn. Đó, rất hợp lý nhá. Có màu vàng gold này, màu đỏ đô này và màu inox nhá, cũng 3 màu luôn. Giá sẽ là 130.000 cho con 2 lạng như này. Đó, 130.000. Ngoài ra thì bên shop về các bác sản phẩm đó là cái lọc rác này. Đây, cái lọc rác này thì các bác đặt vào trong chậu rửa nhà mình thôi. Đặt vào chậu rửa nhà mình, sau đó thì
khi mà rác rưởi các thứ nó cặn ấy nó sẽ chảy xuống. Cái lọc truyền thống thì nó khá là mít và nó bị rát cơm, còn cái này lỗ nó nhỏ, nó không rát nhưng nó lại nhiều lỗ, nước chảy nhanh và sạch sẽ. Giá thì chỉ có 15k thôi, lên cho em là lọc rác inox 15.000 nhá. Tiếp theo thì sẽ là găng tay thức ăn nhá. Găng tay thức ăn thì sẽ là 20.000 cho một hộp như này. 20.000 hộp này, hộp này của nó thì từ 80 đến 100 chiếc. Đấy, từ 80 đến 100 chiếc. Chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng nó sẽ là thuộc dạng là ni lông lụa nhá, ni lông lụa mềm. Nên là các bác dùng nó rất là thích này. Đấy. Khi mà các bác đeo vào thì thứ nhất là nó ôm tay này. Đấy. Thứ nhất là ôm tay, thứ hai là khi mà các bác sử dụng ấy thì nó khá là tiện ích luôn. Đây các bạn. Đấy, ôm tay. Đấy, nó chống rách rất là tốt luôn, chống rách rất là tốt luôn. Các bác có thể dùng để bóp thực phẩm, bóp thức ăn này rồi vệ sinh các kiểu luôn. Đó. Giá thì sẽ là 20.000 cho một 20.000 cho một hộp như này. Lên cho em là găng tay thức ăn nhá. 20k cho một hộp này thôi. 20.000 cho hộp găng tay thức ăn như này. Giá cực kỳ rẻ luôn. 80 đến 100 chiếc nhá. Tiếp theo thì sẽ là ô nhặt tự động nhá. Ô nhặt tự động như này. Một chiếc ô như này thì giá sẽ là 80.000. Đấy, bên shop về thì nó sẽ có đủ các màu như này, thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên nhá. Đấy, các màu như này. Đây. Đấy, coi theo. Đó. Hàng này của nó thì nó sẽ là hàng 1 mét nhá. Đấy, nan của nó là nan kép rất là dày luôn. Đấy, thả lên bật xuống đều tự động này hết. Giá thì chỉ có 80k thôi. Các bác có thể để trên ô tô này. Đấy, để cốp xe rồi nói chung là để đâu cũng được. Đấy, nó nhỏ gọn tinh tế, nó rất là phù hợp để các bác có thể sử dụng và rất là tiện ích luôn. Rồi ok. Hello, chào các bác nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên là bên em đã bao ship. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Nhớ cho em xin một nút like và một nút đăng ký kênh các bác nhá. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái lô giày lính Mỹ nhá. Các bác lên cho em là giày lính Mỹ. Hàng này thì hàng của USA, hàng của Mỹ, mới tinh tình chưa qua sử dụng. Đấy, đây. USA các bác này. Đấy, USA Army, hàng của lính Mỹ này. Đấy. Cái phần đế này của nó thì rất là mềm luôn, có thể gấp gọn các bác này. Đây. Đấy các bác thấy không? Hàng cực chất luôn nhá. Đấy, hàng cực chất lượng luôn. Đế của nó sẽ là đế cao su và hàng đế này của nó là chống trơn trượt rất là tốt luôn. Chống trơn trượt rất là tốt các bác này. Đây. Đây. Nền đá hòa các bác này, đẩy nó không đi luôn các bác nhá. Đẩy nó không đi luôn các bác thấy không? Đó. Bám rất là tốt luôn, các bác thấy không? Đó, đẩy không đi luôn. Thì con này bên shop gửi tới các bác cái giá đó là 390.000. Các bác lên cho em là giày lính Mỹ nhá, 390.000. Các bác đặt sai số thì các bác cái hàng này thì nó sẽ là hàng của Mỹ cho nên là cái cỡ chân của nó hơi to, cho nên là các bác đặt thì các bác cứ lùi lại cho em một cỡ là xong nhá. Đấy, ví dụ như là các bác chân 30 các chân 40 thì các bác cứ đặt cho em là cỡ 39 là xong, là ok, là về các bác đi vừa thôi chứ không có vấn đề gì cả. Hàng thì cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Chất liệu của nó thì nó sẽ là vải dù lính Mỹ này. Máy trần cực kỳ là kỹ luôn. Hàng đẹp, nói chung là hàng này thì các bác nhận hàng là ưng luôn, không thể chê vào đâu được nhá. Đấy, một con giày cực kỳ là chất lượng như này. Đấy, chất liệu của nó cực kỳ chất lượng luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 390.000. Bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Nhận hàng, kiểm tra, đi thử và thanh toán giúp cho em. Lên mã giúp cho em đó là giày lính Mỹ nhá. Đấy, giày lính Mỹ. Đi thì nó cực kỳ là ôm chân, ôm form, ôm dáng và rất là đẹp luôn. Đó đây, chất liệu của nó này các bác này. Rất chất lượng luôn. Một cái con như này các bác có thể đi cho em là từ 3 đến 5 năm thoải mái luôn. Đi liên tục từ 3 đến 5 năm nhá. Hàng của lính Mỹ, nó đi rừng, đi đồi, đi đèo, đi núi, cho nên là hàng của quân đội thì cực kỳ yên tâm rồi. Lên cho em là giày lính Mỹ 390.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái mũ đây. Đấy, cũng là mũ của Mỹ luôn. Đấy, các bác lên cho em là mũ đại bàng nhá, mũ đại bàng. Giá của nó sẽ là 90k cho một con mũ đại bàng như này các bác này. Đấy, 90.000 cho một con mũ đại bàng như này. Hàng mới tinh các bác nhá, hàng mới tinh. Đấy, cũng là hàng của Mỹ luôn các bác này. Đấy, Earpod đây. Đó, lên cho em là mũ đại bàng nhá, mũ đại bàng, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Giày dẫn chắc chắn, giá sẽ là 90.000 nhá. Đây, Earpod này, Earpod C này. Đó, lên cho em là mũ đại bàng, giá của nó sẽ là 90.000. Con này thì đội cũng cực kỳ là ôm form, ôm dáng, cực kỳ là đẹp luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái mũ dàn di nhá. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là mũ dàn di này. Đấy, cũng Earpod này. Đấy, USA Army các bác này. Đó, thì con này giá sẽ là 65.000 nhá. 65.000 cho một con mũ dàn di như này. Lên mã giúp cho em đó là mũ dàn di. Giá của nó sẽ là 65k nhá. 65k cho con mũ dàn di như này. Ngoài ra thì bên shop có các có cái mũ đó là
Con này thì các bác lên cho em là mũ mũ lính xanh nhá, mũ lính xanh. Đấy, mũ lính xanh. Đấy, mũ lính xanh con này thì sẽ là 65.000. Đấy. 65.000 cho con mũ lính xanh này. Con mũ lính xanh này là 65.000 này. Còn con mũ dàn di này cũng là 65.000 luôn. Đấy, thì nó sẽ là mũ lính xanh và mũ dàn di đều là 65.000 hết nhá. Hai mẫu này thì đều là 65.000 hết này. Các bác lên cho em là mũ lính xanh này, đấy, và mũ dàn di này. Hai con này thì đều là 65.000 một chiếc. Con này nó cũng màu xanh nhưng mà nó có hình con đại bàng, cho nên là các bác lên cho em là mũ đại bàng nhá. Giá sẽ là 90.000. Con này thì hàng form của nó đẹp hơn, dày dẫn hơn, cho nên là nó sẽ đắt hơn một chút là 90.000. Còn hai con là mũ lính xanh này và mũ dàn di này thì đều là 65.000 một chiếc hết nhá. Mũ lính xanh, mũ dàn di đều là 65.000 một chiếc. Tiếp theo thì bên shop có cho các bác sản phẩm đó là cái mũ cối này. Mũ cối nhá, mũ cối giá của nó sẽ là 140.000 cho một con mũ cối như này. 140.000 cho một con mũ cối này. Con này thì hàng của nó cực kỳ lâu đời luôn, tuổi đời của nó từ năm 1966 này. Đấy, 1966 đây. Đấy, chất liệu của nó thì bằng phít cực kỳ là chắc chắn luôn. Nhưng mà nó rất là nhẹ nhá, khi các bác đội thì nó không bị nặng, bị ê đầu nhá. Rất là ôm luôn. Có cái này các bác có thể điều chỉnh, tùy chỉnh to nhỏ đây chưa. Đấy, các bác có thể thắt để tùy chỉnh to nhỏ cái cữ đầu của mình đội cho nó phù hợp nhá. Lên cho em là mũ cối nhá. Giá sẽ là 140.000 cho một con mũ cối như này. 140k cho mấy em mũ cối này thôi nhá. Các bác lên mã giúp cho em là mũ cối. Giá sẽ là 140.000. 140.000 cho một con mũ cối như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mũ của lính Mỹ này. Mũ của lính Mỹ này, đó là cái mũ mũ lưới nhá. Các bác lên cho em là mũ lưới. Con này thì giá sẽ là 150.000 cho một con mũ lưới như này. 150.000 cho một con mũ lưới như này. Hàng này của nó thì nó sẽ là cái hàng của quân đội Mỹ nhá, US đây. Đây. Đấy, hàng của quân đội Mỹ, US này. Đây. American các bác này. Đó, rất chất lượng cho các bác luôn. Hàng này thì cực kỳ chất lượng rồi. Em đã có rất là nhiều video test rồi đập tiếp cho các bác xem rồi. Nói chung là hàng chất lượng khỏi phải bàn rồi các bác nhá. Đây. Chất lượng khỏi phải bàn luôn, các bác yên tâm sử dụng. Con này thì sẽ là 150.000 nhá. Con này thì các bác lên cho em là mũ lưới nhá. Mũ lưới 150k. Đó. Lên mã giúp cho em đó là mũ lưới 150.000 nhá. Mũ lưới 150k cho một em mũ lưới này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái này là cái gì nhỉ? Các bác lên cho em là mũ lính nhá. Đấy, con này thì nó cũng rất là hay luôn. Đó thì nó cũng giống như con này. Nó giống như con này thôi nhưng mà nó sẽ nhiều cái chi tiết nó hàm hố hơn một chút. Và con này thì của nó thì nó có lót xốp nhá. Có lót xốp như này thì các bác đội làm mũ bảo hiểm thì cũng rất là ok. Đấy, ví dụ như là các bác tham gia giao thông thì đội con này nó là hợp lệ. Đấy, mũ có lót xốp như này là đội là hợp lệ này. Đấy. Còn những cái loại mà ví dụ như con mũ này nó không có lót xốp thì nhiều khi các bác đội thì công an nó vẫn soi. Đấy, nhưng mà riêng con này thì đã có lót xốp như này rồi thì các bác yên tâm sử dụng nhá. Con này thì các bác lên mã giúp cho em đó là mũ lính nhá, mũ lính. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 170.000, 170k cho con mũ lính như này. Hàng thì cực kỳ chắc chắn nhá, đội ôm form, ôm dáng đẹp, thiết kế kiểu dáng đẹp cho các bác luôn. Giá thì cũng rất hợp lý thôi, chỉ có cho các bác là 170.000 thôi nhá. 170.000. Tiếp theo thì em về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bình tông của thằng hàng quân đội Việt Nam mình. Đấy thì đây, nó sẽ có loại 1 lít và 2 lít nhá. Con 1 lít thì là 70.000 và con 2 lít là 90.000. Chất liệu của nó thì bằng nhôm hết nhá. Bằng nhôm đúc liền hết. Nhôm đúc liền nguyên khối như này. Đấy, các bác dùng thì cực kỳ là yên tâm luôn. Dày dẫn, dùng thì vĩnh cửu muôn đời luôn. Đấy, nó là dòng chất liệu nhôm cho nên là dùng nó rất là thích. Không lo bị gọi là không lo bị ăn mòn rồi là nói chung là chất liệu mà nhôm để dùng đựng nước uống là ok rồi. Nó hợp lý rồi. Đó, nắp của nó thì sẽ là nắp chống mất như này. Thì nó có dây này là yên tâm. Các bác có thể thả ra rồi lại xoáy vào rất là ok. Con 2 lít này thì sẽ là 90.000 nhá. 2 lít này là 90.000 này. Đấy, còn con 1 lít này là 70.000 thôi. 1 lít là 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái mẫu thắt lưng. Thì nó sẽ có 3 mẫu nhá. Đầu tiên nó sẽ là thắt lưng đại bàng này. Đấy. Thắt lưng đại bàng này, một con thắt lưng đại bàng siêu đẹp như này. Đấy, một con thắt lưng đại bàng siêu đẹp như này nhá. Con này thì hôm trước bên em đang bán là 120.000. Đợt này về nó sẽ là 90.000 nhá. 90.000 đó. Các bác lên mã giúp cho em đó, cái đầu tay bóp thôi. 90k nhá. 90k cho một con thắt lưng đại bàng như này. Đó. Các bác lên cho em là thắt lưng đại bàng giá của nó sẽ là 90.000 nhá. Và mũ đại bàng cũng là 90.000 luôn. Đấy thì các bác có thể mua
combo một mũ một thắt lưng đấy, hàng của USA, hàng của USA các bạn này. Đấy, USA như này đó. Giá của nó sẽ là 90.000 cho con thắt lưng đại bàng như này nhá. Đấy, cực kỳ là dày dẫn chắc chắn cho bác luôn, thắt lưng đại bàng USA các bạn này. Đấy, hình con đại bàng hàng của lính Mỹ nhá, USA. Giá sẽ là 90.000 cho con thắt lưng đại bàng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái thắt lưng dù nhá. Đấy, thắt lưng dù đây. Thắt lưng dù thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là cái mẫu thắt lưng dù hình chữ Z như này. Đấy, các bác lên cho em là thắt lưng hình chữ Z nhá. Con này giá sẽ là 65.000 một chiếc thôi. Đấy. 65.000 cho một con thắt lưng hình chữ Z như này. Đấy, thắt lưng Z. Đây nhá, thắt lưng Z như này. Hàng cũng là của Mỹ luôn, của Mỹ nhá. Từ năm 1961 các bác này. Đấy, thắt lưng Z. Đấy, con này thì giá của nó sẽ là, con thắt lưng dép này thì giá của nó sẽ là 65.000 và con đại bàng này thì giá của nó sẽ là 90.000 nhá. Đại bàng sẽ là 90.000. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác sản phẩm đó là cái thắt lưng lỗ đây. Đấy, nó cũng là dây dù nhưng mà nó là bằng hàng sỏ lỗ như này. Nhiều bác lại thích cái sỏ lỗ này, nó chắc chắn này. Đấy. Cái kia thì nhiều bác dùng lại bảo là nó tụt, nói chung là nó cũng chả tụt được đâu nhưng mà nhiều bác lại cẩn thận thích cái loại có lỗ này. Đấy, cũng con này cũng rất là hay các bạn. Con này dùng cũng rất là hay. Nó kiểu dáng nó cũng rất là đẹp đây. Đấy. Đây, thiết kế của nó cũng rất là đẹp luôn. Đó, thiết kế rất là đẹp luôn. Hàng này các bác dùng thì nói chung là bền vĩnh cửu luôn. Không bao giờ phải lo, phải nghĩ đến cái việc là hỏng hóc nhá. Đó. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là thắt lưng lỗ nhá. Đấy, dù lỗ, dù lỗ. Dù lỗ, dù đại bàng và dù dép nhá. Dù lỗ, dù đại bàng và dù dép. Đấy. Thì con dù lỗ này sẽ là 70.000, con dù lỗ này là 70.000. Con thắt lưng dép này là 65.000 và con đại bàng này thì sẽ là 90.000. Đó, 90.000. Đấy, có 3 mẫu như vậy thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy nhá. 3 mẫu như vậy. Các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy thôi. Giá cả thì nói chung là cũng là rất là hợp lý cho các bác luôn rồi. Giá cả rất hợp lý rồi nhá. Rồi ok. Hello, chào các bác, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship các bác nhá. Các bác xem kênh thì yêu quý em thì cho em xin một nút like nhá. Cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các bác xem kênh và yêu quý em thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái trà sâm Hàn Quốc nhá. Trà sâm Hàn Quốc. Ở đây nó sẽ là một cái dòng trà hàng của Hàn Quốc. Made in Korea, đây, Made in Korea, hàng nội địa của Hàn Quốc nhá, đây, Made in Korea, tem chống hàng giả rất đàng hoàng các bạn, đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là một cái hộp trà sâm Hàn Quốc như này, giá của nó sẽ đợt này thì bên shop về cho các bác cái giá tốt hơn một chút nhá, giá của nó sẽ là 220.000, 220.000 các bác lên cho em trà sâm Hàn Quốc, giá sẽ là 220k nhá, 220.000 và bao ship trong hộp trà sâm Hàn Quốc như này. Một hộp này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là đi 100 gói nhá. Một hộp này là 100 gói luôn. Tha hồ thoải mái cho bác sử dụng luôn. 100 gói trà sâm hàng nội địa Hàn Quốc, Made in Korea đây. Đấy, đây. Một hộp này là 100 gói như này các bác này, 100 gói này. Đấy. Một hộp là một vỉ này luôn, 100 gói. Tính ra là các bác mua như vậy là mất vào có 2.200 một gói và bên em đã bao ship đến tận nhà cho bác nhá. Đấy, bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đó, hàng Made in Korea, hàng của Hàn Quốc đây. Đấy, Korea các bác này. Đấy, mã tem mã vạch cái thứ đàng hoàng tập đoàn Samsung. Đấy, kết hợp để sản xuất nhá. Đó, hàng chất lượng nguyên đai nguyên kiện chống hàng giả Made in Korea. Đây. Nó sẽ là gói trà như này. Đấy, về nhà thì các bác chỉ cần là bóc ra thì mình có thể sử dụng là một là ăn trực tiếp này. Đấy, các bác có thể ăn trực tiếp này. Đấy, các bác có thể ăn trực tiếp luôn hoặc là mình hòa ra nước uống. Đấy, hòa nước uống như uống nước trà ấy. Đó, nói chung là cũng là đa dị năng luôn. Mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu, uống vào thì tỉnh táo dành cho những người nào vừa ốm dậy này hoặc là bổ sung tăng cường dưỡng chất này rồi là tốt cho hệ tiêu hóa này rồi ăn được ngủ được các bác nhá. Giá thì đợt này sẽ về cho các bác giá tốt hơn một chút sẽ là 220.000 nhá. Lên mã giúp em là trà sâm 220.000. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho bác cái mã sản phẩm đó là cái kẹo sâm của Hàn Quốc nhá. Hàng này cũng hàng nội địa của Hàn Quốc luôn. Đấy, có trà sâm và kẹo sâm. Kẹo sâm này thì một gói của nó sẽ là 5 lạng các bạn ạ. Một gói là 5 lạng đây, 500g. Calo của nó là lên tới 1967 calo. Cho nên là bác nào đang bị ốm yếu này rồi đau mỏi này rồi mệt mỏi trong người thì các bác dùng cái kẹo này cho em rất là tốt nhá. Đấy, đây, sâm Hàn Quốc này. Hàng Made in Korea này, Made in Korea, hàng nội địa của Hàn Quốc nhá.
Hàng này là hàng 100% nội địa của Hàn Quốc, hàng xách tay 100%, em bảo hành bao xịn, bao ngon các bác luôn nhá. Giá sẽ là 90.000 cho một gói kẹo sâm như này. 90.000 cho một gói kẹo sâm như này nhá. Lên mã giúp cho em đó là kẹo sâm Hàn Quốc, giá của nó sẽ là 90k cho một gói kẹo sâm như này. Giá sẽ là 90.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bộ công tắc quạt, giá của nó sẽ là 50k nhá. Các bác lên cho em là công tắc quạt này. Đấy. Công tắc quạt giá của nó sẽ là 50k. 50k cho một cái bộ công tắc quạt như này. Thì con này của nó rất là tiện dụng luôn. Về nhà các bác chỉ cần là tháo ra cho em. Đấy, tháo ra cho em, sau đó thì các bác về mình tháo quạt ra mình đấu các kia số quạt vào đây cho em. Số quạt vào đây cho em. Đấy, số quạt thì mình đấu vào đây. Còn là các bác cấp nguồn vào đây cho em nhá. À, cái này là cái mắt cảm biến nhá, mắt cảm biến này các bác điều khiển công tắc này. Đấy, nó sẽ là bằng tiếng Việt, rất là tiện dụng luôn, có thời gian này, tắt bật các thứ này, tốc độ này rất là tiện luôn nhá. Đó, thì các bác không cần phải đến tận quạt mình tắt đi bật lên nữa, mà các bác dùng qua cái điều khiển này cho em nó rất là tiện. Giá thì sẽ là 50.000 nhá. 50.000 cho cái bộ công tắc quạt thế này, rất là tiện luôn. Đấy, 50.000 cho cái bộ công tắc quạt này, đấu nối thì cũng là rất là dễ dàng nhá. Đấu nối rất là dễ dàng luôn và sử dụng thì rất là tiện ích luôn. Giá thì chỉ có 50k thôi, lên cho em là công tắc quạt đây. Đấu nối như này các bác này. Đấy, giá sẽ là 50.000 các bác nhá. Giải bật tắt quạt thì dùng bộ điều khiển từ xa này nhé. À, cách lắp đặt thì đơn giản các bác nhá. À, các bác đấu trong vòng 3 bước cho em nhá. Bước thứ nhất là chúng ta sẽ cấp nguồn điện vào. Đây cái dây màu đen này, em cắt từ cái dây đen này ra. Mình sẽ cấp vào cái chân L. Và một dây nguồn vào nữa, khi hót tháo ra thì nó có sẵn hai dây, nó đấu tụm như này rồi. Thì các bác chỉ việc đấu vào cái chân L này cho em thôi. À, như vậy là xong bước thứ nhất là cấp nguồn điện vào. Thứ hai là chúng ta đấu dây số nhá. Đây như cái dây số 1 đây là em cắt từ cái dây màu trắng ra ở đoạn này. Thì chúng ta đấu vào cái chân số 1 nhá. À, tiếp theo cái dây số 2 này em cắt từ cái dây màu vàng ở đây ra. Thì các bác sẽ đấu vào cái chân số 2 ở trên cái mạch này. À, đây là cái dây số 3. Đây em cắt từ cái dây màu xanh ở cái chân này ra thì chúng ta sẽ đấu vào chân số 3 ở trên mạch. Rồi, xong như vậy là xong bước thứ hai là cấp 3 dây số. Đến bước thứ ba là chúng ta đấu dây túp năng để quạt quay đi quay lại nhá. Đây là chính dây màu hồng đây, em cắt từ trong cái túp năng này ra thì chúng ta sẽ đấu vào cái chân SVK này cho em. Đây. Rồi, như vậy là xong. Chúng ta chỉ việc dùng thôi và mình chú ý là thò cái mắt cảm biến này ra ngoài để nó bắt được cái tín hiệu nhá. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thử nhá. Rồi, bây giờ em sẽ điều khiển thử cho các bác xem nhá. Rồi, bật em. Rồi, chỉnh 3 tốc độ đi. Rồi, nhanh nữa nhá. Rồi, 3 tốc độ này cho quạt quay này. Đấy nhá, là các bác bây giờ mình nằm ở giường vẫn bật tắt được thoải mái luôn ạ. Đó, rất tiện ích nhá. Giá thì chỉ có 50k cho một cái bộ điều khiển quạt này thôi các bác nhá. Đấy. Các bác lên cho em là điều khiển quạt nhá. Đấy, em lên công tắc quạt thì nó hơi sai, lên cho em là điều khiển quạt nhá. Điều khiển quạt giá sẽ là 50k. Đó. Các bác lên cho em đó là điều khiển quạt giá sẽ là 50.000. Đó. Điều khiển quạt nhá. Điều khiển quạt giá của nó sẽ là 50k. Nói chung là về các bác cứ đấu nối vào cho em như bình thường. Đây, nó có hướng dẫn cũng khá là chi tiết đây rồi. Đó, thì về nhà các bác cứ đấu nối vào là mình sử dụng thôi. Giá sẽ là 50.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái cam mô hình các bác này. Cam mô hình đây. Đây nó sẽ là một cái cam như này. Giá sẽ là 100k cho một con cam mô hình như này nhá. 100k. Đấy. Cái này thì thực chất nó chỉ là một cái đèn thôi. Nó chỉ là một cái đèn thôi các bác. Nó chỉ là một cái đèn thôi, nhưng mà hình dáng thì nó làm giống cái cam để các bác sử dụng đèn. Có cả điều khiển nó viết cho các bác luôn. Có điều khiển đầy đủ nhá. Hình dáng thì nó sẽ là một cái đèn và nó sẽ là năng lượng mặt trời. Các bác chỉ cần lắp ra ngoài cổng, ngoài cửa hoặc các khu vực nào đấy cần ánh sáng và có sẵn ánh sáng năng lượng mặt trời luôn nhá. Đó, đây, cứ có tối là nó sẽ lên, nó cảm biến. Tối là nó sẽ lên và có người đi đến thì nó sẽ lên. Đấy, thì rất là tiện luôn. Đó, giá sẽ là 100k nhá. Lên mã giúp cho em đó là đèn năng lượng mặt trời, cam, lên mã giúp cho em đó là cam... cam mô hình 100.000, cam mô hình. Tiếp theo thì em lên cho bác sản phẩm nó là cái bấm cúc này. Đấy, cái bộ bấm cúc này thì giá chỉ có 40.000 thôi. Đấy, nó sẽ là dòng cúc bấm về nhà thì các bác có thể là
đặt vào, sau đó thì mình bấm cúc quần, cúc áo rồi chăn màn, nói chung là đầy đủ cho bác luôn, giá sẽ là 40k. Tiếp theo thì em lên cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái đây, cái này nó sẽ là cái môi xúc đá nhá, môi xúc đá, giá của nó sẽ là 50.000. Cái chiều dài của nó thì vào khoảng 20 cm, của cái phần phễu này thì vào khoảng là 8-10 cm đấy, và chiều ngang này của nó vào khoảng 7 cm, thì rất là tiện, các bác có thể dùng xúc đá này, xúc đậu, xúc đỗ, xúc lạc cũng rất là ok. Lên trên là môi xúc đá, giá sẽ là 50.000 nhá, 50.000 đó, môi xúc đá 50.000 các bác đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái bộ ấm mặt trời nhá, bộ ấm mặt trời, giá thì sẽ là 140.000 cho bộ ấm mặt trời như này. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một khay một dĩa này, đấy. Một khay một dĩa này, đây, đấy. Đây, nó sẽ là một khay đựng nước này, một cái khay lưới này, một cái khay rỗng như này, đấy, và cái bộ chuyên chén này. Một bộ thì sẽ bao gồm cho các bác là một cái chuyên này trong lòng bàn tay này thôi nhá, chuyên trong lòng bàn tay này thôi. Đó, một cái hũ đựng trà như này, một hũ đựng trà như này nhá, hũ đựng trà cũng trong lòng bàn tay này thôi. Và có cho các bác là 6 cái chén này, 6 cái chén như này. Sản phẩm thì được làm từ đất nung của Nhật nhá. Giá sẽ là 140.000, bao gồm cho các bác là một chuyên và 6 chén như này. Đấy, một chuyên 6 chén luôn. Đó, có 6 cái chén cho các bác sử dụng nhá. Đó, rất là ngon. Giá thì rất hợp lý, chỉ có 140.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là bộ ấm mặt trời, giá sẽ là 140.000. Đó. Rồi, ok. Hello các bác, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship rồi các bác nhá. Các bác xem kênh yêu quý em thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đấy, đừng quên cho em xin một nút like nhé, một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trúng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái sản phẩm, đó là cái bình thể thao nhá, bình thể thao con này inox 36, dung tích của nó là 1 lít nhá. Màu của nó thì có cái tông màu xanh rất là đẹp như này. Đấy, tông màu xanh rất là đẹp như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Một con bình thể thao rất là đẹp này các bác này. Đấy, nắp niếc giòn riếc các thứ đàng hoàng. Inox 36 này, su 36 có lưới lọc riếc hẳn hoi luôn. Giữ nhiệt cho các bác thoải mái luôn nhá. Đó, su 36 dung tích 1 lít. Con này thì bên shop đang thanh lý cho các bác cái giá cực tốt luôn. Con này bên em đang bán là 100k nhá. Lên mã giúp cho em đó là bình thể thao. Đấy, bình thể thao này. Bình thể thao nhá. Thể thao em đang bán là 100k, đợt này thì sẽ là về cho các bác cái giá chỉ còn là 60k thôi nhá. 60k cho một con bình thể thao 1 lít như này. Dung tích của nó là 1 lít nhá. Đấy, màu thì lô này về nó sẽ là một cái màu xanh đậm rất là đẹp như này. Nam nữ đều dùng được hết, su 316 nhá, su 316 đây. Đấy, giữ nóng 12 tiếng này, giữ lạnh 12 tiếng cho các bác luôn. Đấy, nói chung là có quai đeo quai sách đàng hoàng. Nắp niếc giòn riếc như này. Một ngày các bác cứ mang đi cho em, buổi sáng uống hết một bình này 1 lít, buổi chiều uống hết một bình này 1 lít là ok. Đấy, lên mã giúp cho em đó là bình thể thao nhá. Bình thể thao. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái giá đỡ điện thoại nhá. Đấy, giá đỡ điện thoại như này. Đấy. Các bác lên cho em là giá đỡ điện thoại bằng hợp kim nhá. Đấy. Con này thì dòng bằng hợp kim cực kỳ là ngon luôn. Đó, tất cả đều bằng hợp kim hết nhá. Giá đỡ điện thoại bằng hợp kim như này. Đó. Con này thì dùng rất là tiện và sướng luôn. Đây các bác này. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em đó là giá xoay nhá. Đấy, giá xoay, giá của nó sẽ là 40k thôi. 40k cho một con giá xoay như này các bác này. Đây. Đấy, con này thì thứ nhất là nó bằng hợp kim nhôm nhá, hợp kim nhôm. Đó, hợp kim nhôm cực kỳ là tiện ích cho các bác luôn. Đây, các bác có thể đặt lên như này. Đấy. Xoay 360 độ được nhá. Các bác ngồi hướng nào thì các bác xoay hướng đấy cho em này, có thể để dọc này. Con điện thoại của em rất là to luôn nhá. Đây các bác thấy không? Đây. Điện thoại của em rất là to luôn. Đây. Đấy, xoay này. Đấy. Và các bác có thể để dọc, để ngang đều được hết nhá. Để dọc, để ngang đều được hết này. Ấn lên ấn xuống đều ok hết nhá. Đấy, rất là ngon lành cho các bác luôn. Đó. Con này thì nó bằng hợp kim hết nhá. Đấy, bằng hợp kim hết. Lên mã giúp cho em đó là giá xoay nhá. Giá xoay. Đấy, giá xoay. Đấy, 40k. 40k cho một con giá xoay như này. Tất cả đều bằng hợp kim nhá. Bằng hợp kim hết cho các bác luôn. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác một con giá đỡ điện thoại như này. Con này thì các bác lên cho em là giá đỡ điện thoại. Con này thì nó sẽ cao hơn một chút. Các bác có thể nâng lên tụt xuống được nhá. Đấy, nâng lên tụt xuống ở đây. Và cũng có thể là xoay đảo chiều các kiểu con này đều được luôn. Đấy, để nằm, để đứng đều được hết nhá. Nằm đứng đều được hết. Đấy, các bác có thể tùy chỉnh. Nằm đứng đều ok hết này các bác này. Đấy. Con này thì các bác lên cho em là giá đỡ điện thoại. Giá của nó sẽ là 30k nhá. Giá đỡ điện thoại này. Đấy. Giá đỡ điện thoại, giá sẽ là 30k một chiếc. 30.000 thì con giá đỡ điện thoại như này. Tiếp theo thì
bên shop về cho các bác cái mẫu quạt trần này, giá sẽ là 100.000 cho một con quạt trần như này. Đấy, con này thì ưu điểm của nó, cánh của nó sẽ là trên 30 sen và có 5 cánh. Đấy, khoảng trên 30 sen, có 5 cánh và con này quay rất là tít luôn. Các bác có thể dùng để mình sử dụng khi mà mình buôn bán này. Đấy, hoặc là các bác có thể để cái khu vực nào mà mình ngồi mình làm việc mà cần phải cái độ mát vừa phải thì dùng con này cho em. Giá sẽ là 100k cho con giá đỡ điện thoại như này, 100.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái bếp ga đơn nhá. Lên cho em là bếp ga đơn này. Đấy, bếp ga đơn. Con này thì rất là tiện ích cho các bác luôn. Nó sẽ có cho các bác là hai màu. 190.000 cho con bếp ga đơn như này. Hàng cực kỳ chất lượng xịn sò cho các bác luôn. Đấy. Đấy. 190.000 cho con bếp ga đơn như này thôi. Con này thì dùng để đun nấu cực kỳ là ngon. Lắp ga vào đây chị em. Đấy, ở đây thì nó sẽ có hệ thống đánh lửa tự động nhá. Con này thì các bác có thể dùng để mang đi du lịch đi phượt này. Đấy. Để đảm bảo an toàn nên sử dụng bình ga mới này, nồi chảo đúng kích cỡ này. Đấy, với bếp các bác nhá. Đó. Giá sẽ là 190.000. Đấy thì các bác có thể dùng để hàng của Media nhá, hàng của Media đó. Lên xem là bếp ga đơn giá sẽ là 190.000. Con này thì các bác có thể dùng để mang đi du lịch này, đi học, đi làm, đi chơi, đi phượt hoặc là phòng trọ, phòng chiếc rất là ok. Đấy, khi không dùng nữa thì mình để gọn nó như này. Đấy, còn khi nào dùng thì mình lại lật nó lên cho em. Đó, rất tiện ích luôn. Chiều dài của nó thì vào khoảng là gần 40, chiều rộng thì trên 30 nhá. Đó. Bên shop về thì nó sẽ có hai màu, màu đỏ và cái màu bạc như kia, màu đỏ, màu bạc như kia nhá. Lên cho em là bếp ga đơn giá sẽ là 190.000 cho con bếp ga đơn như này nhá. 190k cho một con bếp ga đơn thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác đó là cái các bác lên đã giúp cho em đó là cái đó, nó sẽ là cái bàn cờ như này. Đấy. Phương ơi. Cái bàn cờ thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai mẫu này. Một mẫu là có sẵn cả bàn cờ cả viên như này luôn. Bàn cờ nhựa giá sẽ là 80k nhá. Lên cho em là bàn cờ nhựa này. Đấy, bàn cờ nhựa giá của nó sẽ là 80k. Đó. 80.000 nhá. Đấy, 80.000. Đó. Còn cái này thì nó sẽ là quân cờ gỗ như này, giá của nó sẽ là 70k. Cái này thì nó chỉ có quân cờ không thôi nhá, bằng gỗ nhá. Quân cờ không thôi bằng gỗ. Đấy, còn cái này thì sẽ là cả bàn cờ cả quân như này nhá, cả bàn cờ cả quân như này. Giá của nó sẽ là 80.000. Đấy thì combo như này về nhà các bác sử dụng cũng rất là tiện ích luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái két sắt các bác ơi. Két sắt thì bên em về nó sẽ có cho các bác là hai màu. Đấy, có cho các bác là hai màu là màu đen và màu cà phê như này, màu đen màu cà phê như này các bác nhá. Đó. Màu đen và màu cà phê như này. Có cho các bác là hai màu luôn, màu đen màu cà phê. Đó, rất là đẹp như này. Con này thì nó sẽ có lẫy như này nhá, có lẫy như này. Đấy, các bác có thể xoay lẫy như này các bác này. Đây. Đấy, xoay lẫy như này để mở này. Ở đây thì nó sẽ có cái nút để các bác mở khóa này. Đấy. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một cái lẫy như này để mở này. Đấy, và nó sẽ có cho các bác là cả khóa kiếc đàng hoàng luôn. Đó. Nói chung là hàng này thì rất là ngon. Có khóa, có đai, yếc các thứ đàng hoàng nhá. Đấy. Về nhà các bác mở thì xoay như này cho em này. Đấy. Con này thì cái kích thước của nó sẽ là một chiều là 23 nhá, một chiều 23, một chiều là 17 và chiều cao của nó sẽ là 17 luôn. 23 17 17 các bác nhá. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có cả là sử dụng bằng số và lắp pin này luôn. Đấy, sử dụng bằng số và lắp pin thì về nhà các bác cần sử dụng thì các bác lắp pin vào cho em. Và nó sẽ có cái phần đai đây để các bác khoan ra, các bác bắt vít vào tường cho em nhá. Khoan ra bắt vít vào tường. Đấy, có cái phần vít nở đây nhá. Đây, vít nở này, có phần vít nở này các bác bắt vít vào tường cho em. Đây, nó đặt sẵn cho các bác hai cái lỗ rồi. Con này thì cũng tương đối là dày dẫn chắc chắn cho các bác này. Đấy, đai rồi vít nở này. Và về nhà thì các bác sử dụng thì đây, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là cả chìa khóa này và cả sử dụng là bằng dãy số này luôn, dãy số điện tử như này nhá. Thì về nhà các bác có thể sử dụng chìa. Đấy, các bác có tuổi rồi thì các bác có thể sử dụng chìa này hoặc là cái lẫy số điện tử cho em, thì tùy theo nhu cầu mục đích của sử dụng của các bác thôi. Lên cho em là két sắt. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 350.000 cho một con két sắt như này nhá. Két sắt 350.000. Đó. Thì ở đây nó sẽ có sẵn cho các bác là pin piếc này rồi đai đủ các thứ đàng hoàng nhá. Đấy. Và có cả phiếu hướng dẫn sử dụng đây, có cả phiếu hướng dẫn sử dụng đây các bác này. Đấy. Phiếu hướng dẫn sử dụng cho các bác luôn. Đó thì về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Đấy. Đai rồi chìa khóa kiếc các thứ đàng hoàng. Đấy, có cả khóa kiếc luôn. Có hai màu, màu đen màu nâu nhá. Đấy, về nhà thì các bác mở khóa ra cho em này. Đấy. Các bác mở khóa ra nhá. Mở khóa ra này. Đấy. Nó sẽ có chìa cho các bác đàng hoàng. Về nhà thì các bác mở khóa ra cho em là xong. Nó rất là tiện ích thôi. Đó. Đây. Mở khóa sau đó thì các bác bạn cái lẫy này. Bạn cái lẫy này. Đấy, các bác chưa quen thì mình cứ làm là nó sẽ quen thôi. Đấy, và nó có sẵn chìa chiếc cho các bác đàng hoàng. Đấy. Mình mở ra. Sau đó thì ở đây có phụ kiện rất đầy đủ luôn. Lên cho em là két sắt nhá. Giá của nó sẽ là
350.000. Đấy, đây. 350.000 cho một con két sắt như này nhé. 350.000 cho một con két sắt này, chìa trước cái thứ đàng hoàng. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái chậu ngâm chân nhá. Giá chỉ có 310.000 trong cái chậu ngâm chân như này thôi. 310.000. Về nhà thì các bác cắm điện vào cho em. Cắm điện sử dụng điện trực tiếp điện 220V, điện 220V này. Đấy, sau đó thì các bác vặn các nấc này lên đấy, nó có các chế độ đây. Các bác vặn lên cho em. Đó, có các chế độ như này các bác có thể vặn lên nhá. Đấy. Đây, nó sẽ có cho các bác là các cái chế độ như này. Đấy thì nó sẽ giúp cho các bác là massage chân này, các bác ngâm chân rồi massage chân rồi làm nóng làm nhiệt luôn. Đây, các bác đặt chân vào đây cho em này. Đấy, sau đó thì mình massage các cái huyệt đạo của bàn chân như này thì nó rất là sướng luôn. Đó. Đấy, nó giúp cho các bác massage rất là sướng luôn nhá. Cái này thì nó bằng cơ thôi nhá, cái này bằng cơ, còn ở đây thì nó sẽ có cho các bác là giúp cho các bác là làm nóng nhá. Đấy. Các bác lên cho em là chậu ngâm chân nhá, chậu ngâm chân. Giá sẽ là 310.000. Đấy. Đây, các bác nó sẽ là một con chậu như này các bác này. Dùng để ngâm chân cực kỳ là thích luôn. Hàng của Nhật cực kỳ là cao cấp, sử dụng điện 220V, dùng rất là tiện ích nhá. Đấy, dùng rất tiện ích luôn. Thì các bác dùng để ngâm chân rất là thích luôn nhá. Lên cho em là chậu ngâm chân. Đó, và đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái chậu như này các bác này. Đấy. Công suất của nó là 450W này, điện 220V, dòng 50Hz. Dùng cực kỳ là ngon luôn. Đấy, rất tiện ích nhá. Có công tắc các thứ đàng hoàng. Đây, đầy đủ cho các bác luôn. Chậu ngâm chân giá sẽ là 310.000 nhá, 310.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đây. Đó là cái một cái muỗng muỗng mini như này các bác này. Đấy. Các bác lên cho em là muỗng mini nhá, muỗng mini như này, rất là nhỏ gọn. Chiều dài của cái muỗng này thì nó sẽ vào khoảng là 9 cm và chiều rộng của muỗng là hơn 4 cm một chút. Đấy. Thì con này các bác dùng rất là thích luôn. Đấy, nó sẽ là một cái dòng muỗng nhỏ gọn như này thì mình có thể dùng để ăn sữa chua này. Đấy, hoặc là ăn các cái loại bột ăn cháo, nói chung là đa di năng luôn. Lên cho em là muỗng mini nhá. Con này thì rất là nhỏ gọn luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là các bác lên cho em là muỗng mini nhá. Giá của nó sẽ là 10k cho một cái muỗng mini như này và mua 5 tặng 1 nhá. Đấy. Muỗng mini này. Đấy. Muỗng mini. Đấy, giá của nó sẽ là 10k một cái, 10k trên một chiếc và mua 5 thì bên em sẽ tặng 1 nhá. 10.000 trên một chiếc và mua 5 tặng 1. Lên cho em là muỗng mini. Đấy, muỗng mini giá sẽ là 10k một chiếc, rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bảng tô nhá, bảng tô hay còn gọi là bảng tự xóa đấy. Con này thì giá của nó sẽ là 40.000 nhá. 40.000 cho con bảng tự xóa như này. Các bác có thể mua để cho trẻ em nó học tập vui chơi, tránh xa điện thoại máy tính bảng. Các bác mở cái nút nguồn này lên cho em. Có cái nút nguồn ở đây, mở nút nguồn này lên này. Đấy, sau đó thì các bác có thể viết này. Lên cho em là bảng tô nhá. Bảng tô giá của nó sẽ là 40k cho một con bảng tô như này, rất tiện ích luôn. Đấy, giá của nó sẽ là 40k. Dùng xong thì nhấn cái nút xóa ở đây nó sẽ tự tắt này. Đấy, tự mất luôn. Đó. Đây, các bác có thể là tập ký tên này hoặc là viết like này, tô vẽ các kiểu con là điều luôn. Không dùng nữa thì các bác lại nhấn cái nút xóa này đi cho em. Đó. Và đây thì nó sẽ là dòng sử dụng pin năng lượng mặt trời. Lên cho em là bảng tô giá sẽ là 40k một chiếc nhá, 40.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là kia khóa đức này. Đấy, khóa đức như này. Lên mã giúp cho em đó là khóa đức nhá. Một hộp này của nó thì một bộ này của nó thì sẽ có luôn cho các bác là đây, một bộ này sẽ có cho các bác là đi 4 chìa luôn, 4 chìa như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000 cho cái bộ khóa đức như này nhá, 130k. Đó. 130.000 cho cái bộ khóa đức như này. Hàng made in Germany. Hàng này thì cực kỳ là chất lượng cho các bác luôn. Đó, chất lượng nha, coi nhá. Dùng thì rất là ngon lành luôn, rất ngon lành, rất chất lượng nhá. Chống cắt, chống trộm, chống các kiểu con này điều luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là khóa đức nhá, khóa đức. Đấy. Khóa đức 130k nhá. 130k cho một cái bộ khóa đức như này. 130.000, 4 chìa, hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Made in Germany các bác này. Đó. Rất chất lượng cho các bác luôn. Hello em Phạm Huấn, chào các bác nhé. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like nhé. Cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship nhé. Các bác yêu quý em thì đừng quên cho em xin một nút like và nút đăng ký kênh ở bên góc trái màn hình và chia sẻ kênh giúp cho em để nhiều người biết tới số Phạm Huấn nhiều hơn, cũng như là xem và mua các mặt hàng bên em đến từ La Sơn, Bình Lục, Hà Nam các bác nhé. Đó. Và đây là các cái mã hàng của bên em. Các bác mua hàng thì có thể liên hệ tới các cái số hotline của bên em đây. Mã sản phẩm đầu tiên đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái ví đại bàng nhá. Ví đại bàng thì bên shop về nó sẽ có hai màu, màu da bò và màu đen như này. Đấy, màu da bò và màu đen.
các bác lên cho em là ví đại bàng nhé. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100k cho một con ví đại bàng như này thôi. Giá chỉ có 100.000 thôi các bác nhá. 100.000 cho một con ví đại bàng như này. Hàng của Mỹ các bác này. Từ tuổi đời của nó là từ năm 1997 luôn. 1997 nhá. USA này các bác này, USA. Hàng của Mỹ dập chìm luôn. Con này thì cực kỳ là ngon. Chất liệu của nó là 100% là da bò tự nhiên nhá, siêu mềm luôn. 100% da bò tự nhiên, siêu mềm luôn. Đây các bác này. Đấy, các bác có thể cấu cào cạo thoải mái luôn, đốt thoải mái luôn. Đó. Đây, các bác trông em cào này nhưng mà một lúc sau cái nó lại phẳng lì luôn nhá. Đó. Thì nó sẽ có hai màu, màu da bò. Đấy, màu da bò và màu màu da bò và màu đen nhá. Đấy, hai màu, màu da bò và màu đen. Đó. Hàng thì cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Dày dẫn chắc chắn nhá. Chất liệu của nó 100% là da bò tự nhiên hết. Hàng da bò nguyên miếng. Đấy. USA này các bác này. Đấy, USA. Thì bên em sẽ có cho các bác là hai màu, màu đen và màu da bò. Đấy, có hai màu, màu đen và màu da bò như này nhá. Lên mã giúp cho em đó là ví đại bàng, giá chỉ có 100 cành thôi. Giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Đó, lên mã giúp cho em đó là ví đại bàng nhá. Đây. Ví đại bàng. Giá sẽ là 100k. 100k cho một con ví đại bàng như này nhá. 100.000 thôi. Đấy. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Đấy, chỉ có 100 cành thôi. 100k cho một con ví đại bàng như này. Hàng thì của Mỹ rồi. Cực kỳ chất lượng này, sắc nét từ đường kim mũi chỉ nhá. Đấy. Hình con đại bàng rất là đẹp luôn. Đấy, hình con đại bàng bằng đồng này, rất đẹp như này các bác nhá. 1997 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái ví ô tô. Đấy, ví ô tô hàng của thương hiệu Toyota. Con này thì các bác có thể để bỏ đăng kiểm này, giấy tờ xe này, nói chung là tất cả các cái giấy tờ xe các bác bỏ vào đây cho em. Hàng thì nó sẽ là chất liệu bằng da và của thương hiệu Toyota nhá. Toyota nó máy nó tặng cho người mua ô tô đấy, cho người mua ô tô. Và bên em thanh lý lô được cái giá rất hợp lý luôn. Lên mã giúp cho em đó là ví ô tô nhá. Ví ô tô này. Ví ô tô giá sẽ là 50k nhá. Đấy, 50k cho một con ví ô tô này thôi. Đấy, bằng da mà giá chỉ có 50.000 thôi. Giá cực kỳ hạt rẻ cho bác luôn. Ví ô tô 50k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái túi da bò vuông nhá. Túi da bò vuông thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai mẫu nhá, hai mẫu. Đấy, túi da bò vuông nó sẽ có cho các bác là hai mẫu cho các bác luôn. Đó, hai mẫu. Đấy, một mẫu to, một mẫu nhỏ nhá. Mẫu to này thì chiều cao là 25 cm. Đấy, còn bề rộng thì bằng nhau. Bề rộng thì đều là 20 hết nhá. Một con là cao 25 và một con là cao 20 nhá, cao 20. Đấy. Thì các bác lên cho em là túi vuông to hoặc là túi vuông nhỏ nhá. Đấy. Túi vuông nhỏ này thì giá bên em đang gửi tới các bác cái giá đó là 135.000 nhá. 135k nhá. 135k cho một cái con túi vuông nhỏ như này. Đấy, còn con túi vuông to này thì sẽ là 180.000. Đấy, vuông to 180.000. Chất liệu của nó là 100% là da bò tự nhiên nguyên miếng hết. Về nhà các bác có thể cào cấu đốt điếc thoải mái cho em luôn. Đó. Kích thước thì nó sẽ là cao hơn một chút thôi, còn chiều ngang và chiều rộng là như nhau. Đấy, nó chỉ cao hơn thôi. Con này nó cao hơn nhá. Đấy, còn con này thì nó cũng như nhau thôi. Đấy, bề ngang, bề nghiếc nói chung là nó cũng tương đương như nhau. Kích thước kiểu dáng tương đương như nhau. Con này thì em chỉ có mỗi cái màu nâu này thôi. Đấy, màu nâu đen này thôi. Còn con này thì có cả màu xanh nữa. Lên cho em là túi vuông nhá. Đấy, túi vuông thì bên shop sẽ có hai mẫu. Đó là túi vuông nhỏ này. Đấy, túi vuông nhỏ nhá. Túi vuông nhỏ sẽ là 135k, 135k. Và túi vuông to này, túi vuông to giá sẽ là 180k nhé. 180.000 cho con túi vuông to. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác. Các bác lên mã giúp cho em đó là tô vít đen nhá. Tô vít đen trợ lực. Con này thì bên shop gửi tới các bác cái giá đó là 100 giá của nó sẽ là 60.000 à. 60.000 cho một con vít đen trợ lực này. Đấy, bao sẽ bao gồm cho các bác là một tô vít này. Đấy, một tô vít và một cái tay trợ lực như này, giá sẽ là 60.000 các bác nhá. Giá 60.000. Đây, một tô vít, một tay trợ lực, hàng cực kỳ là ngon luôn các bác này. Đây, các bác chỉ cần sập này cho em này. Đấy. Nó sẽ có xoáy nhanh, có đảo chiều, có trợ lực hết cho các bác nhá. Có xoáy nhanh, có đảo chiều, có trợ lực. Và ưu điểm của con này thì nó sẽ có cho các bác là 1 2 3 4 5 6 đầu vít như này. 6 cây vít với 12 đầu vít khác nhau. Đấy, mỗi cây này sẽ là một đầu khác nhau thì nó sẽ có cho các bác là 12 đầu vít, thì khi các bác dùng nó rất là tiện dụng luôn. Đấy, lên cho em là vít đen trợ lực, giá thì chỉ có 50 cành thôi. 50 cành cho một cái bộ vít đen trợ lực như này nhá. Đấy, giá của nó sẽ là 50k. Lên mã giúp cho em đó là vít đen trợ lực nhá. Giá của nó sẽ là 50k này, 50k. Đó, 50k cho cái vít đen trợ lực như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái lư đồng mini nhá. Lư đồng mini như này. Đấy, nó chỉ bằng hai bàn tay này thôi. Thì để các bác có thể cho nhang vào đây các bác đốt này, cho nhang vào đây các bác đốt đây. Đây em bên em bán cái nhang hạc này. Đấy, cái nhang hạc này. Đấy, thì các bác có thể cho cái nhang này vào đây để mình đốt, mình xông.
Đấy, rất là tiện ích luôn nhá, để trên bàn thờ hoặc là để bàn uống nước, nói chung là để đâu cũng được. Đấy. Con này thì nó mini bằng hai ngón tay này thôi nhá. Giá thì các bác lên cho em là lư đồng mini, giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 30.000 cái lư đồng mini như này, 30.000 cái lư đồng mini. Còn cái nhang hương này thì sẽ là nhang hạt này thì sẽ là 60k nhá, 60k cho một hộp nhang hạt như này, nhang hạt là 60.000, lư đồng là 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái đuôi cảm biến hai đầu nhá. Đấy, tức là cái đầu này thì các bác xoáy vào đuôi luôn, xoáy vào cái đuôi cũ nhà mình, sau đó thì các bác xoáy bóng lên trồng lên đây cho em. Đó là cái này nó sẽ cảm biến luôn nhá. Có người đi đến thì nó sẽ sáng và đi qua thì nó sẽ tắt, thì nó rất là tiện ích luôn. Ban ngày ban đêm đều dùng được cả nhá. Lên cho em là đuôi đèn cảm biến nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60.000 nhá. 60.000 cho cái đuôi đèn cảm biến như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái kẹo sâm Hàn Quốc nhá. Đây, kẹo sâm Hàn Quốc như này. Một bịch này của nó là 500g, 500g tức là 5 lạng. Đấy, 500g. 500g nhá, 500g là 5 lạng. Đấy. Chất liệu thì được làm 100% là từ nguyên sinh nhá, sâm nguyên sinh Hàn Quốc đây. Đấy. Hàng made in Korea này, made in Korea, hàng chuẩn Hàn Quốc luôn. Mã tem, mã vạch, mã cốt đàng hoàng. Giá thì sẽ là 90k nhá. 90k cho một gói sâm Hàn Quốc như này nhá. Lên mã giúp cho em đó là kẹo sâm Hàn Quốc nhá, kẹo sâm nhá. Giá sẽ là 90.000 cho một gói kẹo sâm như này. Đấy, bao gồm cho các bác là 5 lạng luôn, 5 lạng 90.000 cho một gói kẹo sâm Hàn Quốc nhá, rất nhiều calo, rất là tốt luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái mũ nồi nhá, mũ nồi. Đấy thì mũ nồi da như này, và bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai màu, màu đen và màu nâu. Mũ nồi da rất là đẹp luôn, đây các bác này. Đấy. Đội vào thì rất là xịn sò luôn. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật cực kỳ cao cấp nhá. Đó, giá thì chỉ có 100 cành cho con mũ nồi như này thôi. Giá chỉ có 100k cho con mũ nồi thôi. Có hai màu, màu đen và màu nâu. Đây em sẽ đội thử cho các bác xem luôn. Đấy, rất đẹp luôn. Đây các bác này. Đó, các bác thấy không? Rất là đẹp luôn nhá. Đấy. Chất da của nó thì mềm mịn nhẹ nhàng nhá, rất là đẹp luôn, và đội cực kỳ là ôm đầu, ôm form, ôm dáng luôn. Đấy, và nó có cái độ co giãn nhất định, cho nên là các bác có thể dùng người đầu to, đầu nhỏ đều dùng được hết nhá. Rất tiện ích luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100.000. Có hai màu, màu đen và màu nâu nhá, màu đen và màu nâu. Đó. Thì con này của nó thì bên trong của nó sẽ có lót một cái lớp bông như này, một cái lớp bông mềm và lưới thoáng như này, cho nên là rất là thoáng khí luôn. Và cái này nó có cao su cho nên nó có cái độ co giãn nhất định nhá. Các bác đầu to đầu nhỏ là đội vừa hết luôn. Đấy, có hai màu, màu đen và màu nâu như này nhá, màu đen và màu nâu. Lên cho em là mũ nồi nhá, mũ nồi. Giá thì sẽ là các bác lên cho em là mũ nồi, giá sẽ là 100k nhá. Đấy, mũ nồi này. Mũ nồi da, giá sẽ là 100.000 nhá. 100k cho một con mũ nồi như này. Đấy, rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái chổi đánh gỉ các bác nhá. Đấy, các bác lên cho em là chổi đánh gỉ. Bên em về một cái mã rất mới nha, các bác lên mã giúp cho em là chổi thép nhá, chổi thép. Đấy, con này thì nó sẽ là bằng những cái sợi thép như này, bằng những cái sợi thép như này. Thì các bác có thể dùng để mình kỳ cọ xong nồi nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet hoặc các cái bề mặt mà chậu rửa inox các thứ là dùng là rất là ok nhá. Chậu rửa inox các thứ là rất là ok luôn. Cái này các bác lên cho em là chổi thép nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 20k nhá. Lên cho em là chổi thép này. Chổi thép giá của nó sẽ là 20k cho một con chổi thép như này. Giá sẽ là 20.000. Đây. Đấy, và đầu này của nó thì sẽ là treo như này, và chiều dài của nó khoảng 20cm. Thì các bác có thể dùng để mình đánh kỳ cọ xong nồi các thứ cũng ok đây. Dầu mỡ vẫn bám vào và dính. Hôm nay người nấu ăn ghét nhất việc rửa nồi. Cái bàn chải này tôi rất thích dùng. Trước đây khi dùng cục thép không gỉ này, dầu mỡ vẫn bám vào và dính tay. Nhưng loại này có tay cầm dài bằng thép không gỉ. Các chi tiết được làm rất tốt, dùng nó để chùi nồi rất sạch sẽ, chùi chén và cốc cũng rất tiện lợi. Nhưng phần không thể chùi được ở đáy, dùng nó cũng dễ dàng xử lý, không để lại dầu mỡ và không dễ bị hỏng. Đó. Giá sẽ là 20k nhá. Lên mã giúp em là chổi thép, giá sẽ là 20.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mã đó là chổi cọ gỉ này. Đấy, các bác ví dụ như là xoong nồi này bị gỉ sét này, sân sướng bị rêu mốc này, rồi nói chung là các bác dùng đa di năng luôn, kỳ cọ các cái bề mặt hoặc là đánh cho nó khỏi bị rêu mốc hoặc là bẩn hoặc là bụi bẩn bám. Lên cho em là chổi cọ gỉ, giá sẽ là 15k nhá. 15k cho cái mã chổi cọ gỉ như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái cọ xoong nồi nhá, cọ xoong nồi. Con này thì giá cũng là 15.000. Con này thì các bác chuyên dùng để mình kỳ cọ xoong nồi cho em thì đơn giản lắm. Các bác chỉ cần là xoáy cái này ra này, sau đó thì mình cho cái nước rửa bát vào đây, cho nước rửa bát vào đây thì mình có thể dùng để mình nhấm như này là nó sẽ nước rửa bát nó sẽ cấp ra vào cái đầu này. Thì các bác có thể dùng để mình đánh này,
kỳ cọ xong nồi, rửa bát rửa đũa cũng rất là ok. Lên cho em là cọ xong nồi nhá. Giá sẽ là 15k cho một cái cọ xong nồi như này, 15.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái sản phẩm, đó là cái đây. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là khăn rửa bát nhá, khăn rửa bát. Đây, đây nó sẽ là một cái khăn như này. Nó sẽ là một cái khăn nó dạng như là nó bằng cái dạng như là cái bằng lưới như này, bằng lưới như này. Cái này thì không dính cơm, không dính rau, không dính thức ăn vào đây, dùng rất là tiện luôn. Đấy, thì các bác có thể dùng là mình để mình rửa bát này, cũng rửa bát được, mà đánh xoong, đánh nồi kỳ cọ cũng rất là ok. Đấy, thì con này cái kích thước của nó sẽ là 20x20 nhá. Con này các bác dùng để rửa bát này. Đấy, nó không bị rối này, các bác thấy không? Vò vào thì nó lại bung ra như này, nó không bị rối, không bị dính rau dợ cơm nước, mà nó có một cái độ ma sát nhất định, cho nên khi các bác kỳ cọ bát đũa xoong nồi thì nó rất là bám luôn. Đấy, lên cho em là khăn rửa bát nhá, khăn rửa bát 10.000 ba chiếc, giá rất hợp lý cho bác luôn. Đấy, lên cho em là khăn rửa bát này, khăn rửa bát. Đấy, khăn rửa bát giá sẽ là 10k trên 3 cái. Đấy, các bác cứ mua cho em là 10.000 ba cái trở lên là ok, 10.000 ba cái. Còn nếu các bác mua 20.000 nhá, đấy, mua một chục đi, mua một chục thì còn nếu các bác mua cả chục để dùng dần thì bên em sẽ bán cho các bác với giá đó là 25.000 một chục cái luôn. Đấy, các bác cứ mua cho em một chục chiếc như này, 25.000 dùng cả năm luôn, dùng cả năm, một năm này sang năm khác luôn nhá. Đấy, rất tiện ích luôn, 25.000 một chục nhá, 10.000 ba chiếc nhá. Đấy, lên cho em là khăn rửa bát 10.000 ba cái và 25k trên 10 cái nhá, 25.000 trên 10 cái cho các bác luôn, 25.000 trên 10 cái. Đây, các bác sẽ xem một cái video thực tế đây có luôn này các bạn. Trước đây, hôm nay tôi mới phát hiện có loại khăn rửa chén bằng dây thép này. Đấy. Nó không chỉ tránh được tình trạng dính đồ ăn thừa, mà còn giúp lớp chống dính của chảo không bị sức như khi sử dụng muối cọ xong bằng thép truyền thống. Đây, khả năng ma sát mạnh mẽ của khăn giúp làm sạch hiệu quả mà không tốn nhiều sức. Đặc biệt, nó có thể ôm sát theo hình dạng của đồ vật muốn cọ rửa. Sau khi sử dụng, có thể dễ dàng giặt sạch và tái sử dụng. Hôm nay tôi mới phát hiện có loại khăn rửa chén bằng dây thép này. Nó không chỉ tránh được tình trạng dính đồ ăn thừa, mà còn giúp lớp chống dính của chảo không bị sức như khi sử dụng muối cọ xong bằng thép truyền thống. Khả năng ma sát mạnh mẽ của khăn giúp làm sạch hiệu quả mà không tốn nhiều sức. Đấy. Đặc biệt, nó có thể ôm sát theo hình dạng của đồ vật muốn cọ rửa. Rất là tiện các bác nhá. Đây, nó là cái dạng sợi thép các bác nhá, dạng sợi thép này. Đấy, có cái độ đàn hồi co giãn nhất định nên các bác dùng nó rất là thích. 25.000 một chục, giá siêu rẻ luôn. 25.000 cho một chục cái nhá. Đấy, 10.000 ba cái, 25.000 một chục. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bọc yên xe đây, bọc yên xe như này. Chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng cước nhá, bằng cước, và nó khá là dày, hai lớp đấy, hai lớp khá là dày, thì khi mà các bác mùa hè, mùa đông dùng đều ok hết nhá. Mùa hè, mùa mưa thì nước sẽ lọt xuống dưới, các bác dùng yên không bị ướt này. Còn mùa hè thì các bác ngồi lên yên xe không bị nóng và vừa đẹp vừa bảo vệ được yên luôn. Đấy, giá thì sẽ là cái này thì đợt này giá sẽ là 45k nhá, 45.000, giá tốt cho các bác luôn. Đấy, nó có dây chun co giãn, xe SH, xe to, xe nhỏ đều dùng được hết nhá. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm, đó là cái đèn đèn dầu các bác này, đèn dầu. Đấy, hàng thì nó sẽ là hàng bằng thép và sơn giả cổ rất là đẹp luôn. Đấy, sơn giả cổ như này thì các bác có thể dùng để mình đề co trang trí này. Đấy, đề co trang trí ở các cái khu vực cũng rất là tiện luôn. Có cái phần này để các bác châm dầu vào đây, thì em đổ dầu vào đây nhá, đổ dầu vào đây, xoáy nắp lại này. Đấy, có bấc để đẩy lên nhá. Đấy, có bấc biếc đẩy lên cho các bác online luôn. Đây, châm dầu châm giếc vào đây cho em. Đây, có bấc đẩy bấc lên này, đẩy bấc lên cho em. Con này thì giá sẽ là 130.000 nhá, 130.000 đó. Và có lẫy đây, có lẫy, các bác đẩy cái lẫy này lên cho em này, đẩy cái lẫy này lên, sau đó thì mình châm lửa vào, sau đó thì mình lại gạt cái lẫy này xuống cho em đó. Đẩy lẫy này lên, mình châm lửa vào đây nhá, châm lửa vào đây cho em, sau đó thì mình lại gạt cái lẫy này xuống. Đấy, hoặc là các bác có thể dùng thì mình có thể kéo lệch như này mình châm được, nói chung là đa di năng luôn, nó rất là tiện nhá, rất là đẹp luôn. Chiều cao của nó thì vào khoảng là gần 30 cm, rất là đẹp như này, bằng thép sơn giả cổ. Lên mã giúp cho em đó là đèn dầu, con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000 cho con đèn dầu như này. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm, đó là cái chổi gạt kính nhá, chổi gạt kính như này. Đấy, thì các bác có thể dùng để mình gạt kính này, hoặc là nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet, nói chung là các cái bề mặt phẳng là các bác gạt được hết nhá. Lên cho em là chổi gạt kính này, các bác lên cho em là chổi gạt kính nhá, 20k trên một chiếc này thôi, giá thanh lý cực rẻ luôn. Đấy, 50k trên 3 cái nhá. Đấy, 50k là bằng 3 cái luôn nhá, 50.000 ba cái. Đấy, còn lại là nếu mà các bác mua lẻ thì sẽ là 20.000 một chiếc nhá, 20.000 một chiếc. Chiều dài của cái phần gạt này thì nó tầm vào khoảng là 25 cm,
Còn phần cán này vào khoảng là 30 cm, dùng để mình gạt kỳ cọ rất là tiện luôn. Lên cho em là chổi gạt kính các bác nhá. Đó, chổi gạt kính. Giá sẽ là 20k một cái và 50.000 ba cái. Hello, chào các bác xem kênh thì yêu quý em thì cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em. Đó, các bác có thể cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh. Đấy, bác nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh để đón nhận các cái video của bên em đăng tải lên, và cũng như là cập nhật các cái mã hàng cũng như là mã giảm giá bên em. Đó, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Đấy, các bác yêu quý em thì nhớ cho em xin một nút like nhá, một nút like và đăng ký kênh và chia sẻ kênh lên các cái nền tảng để nhiều người biết tới kênh hơn. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm, đó là cái đài FM nhá. Đấy, đài FM thì các bác có thể dò tần sóng ở đây các bác này. Đấy, thì các bác có thể dò các cái tần sóng ở đây, nó rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đó, rất là nhiều đài nhá. Đấy, băng tần của nó rộng, FM này rồi SQAT này rồi AM đầy đủ cho các bác luôn. Các bác có thể dò đây. Đấy các bác nghe. Đấy. Tiếng của nó rất là rõ luôn. Cho bản thân. Cô ngữ luận văn học ở phần làm văn chiếm gần được số điểm. Vì vậy cô luôn lưu ý thí sinh tuần phân bố ở thời hoàn thành. Theo cô để làm tốt phần này. Ở đây thì cái này nó sẽ là chỉnh dung lượng các nhá. Ở đây là chỉnh dung lượng này. À chỉnh volume này, vừa là công tắc này, công tắc tắt đi bật lên, vừa chỉnh volume luôn. Đấy, còn ở đây thì nó sẽ là các bác dò tần sóng này. Và con này ngoài chức năng là đài FM thì các bác có thể nghe MP3, nghe loa Bluetooth cũng rất là hay luôn nhá. Đấy thì cái chức năng Bluetooth này em giới thiệu thêm thôi, còn em bán thì chủ yếu đài FM và đồng hồ. Đây nó sẽ có sẵn đồng hồ, các bác tháo cái nút gạt này ra để mình sử dụng cho cái đồng hồ này. Đây đồng hồ đang chạy các bác này. Đó. Đây có đồng hồ, có điều chỉnh đồng hồ đây các bác này. Đấy có điều chỉnh đồng hồ đằng sau luôn. Đấy giá sẽ là 260.000 cho con đài FM như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm, đó là cái bộ vít V46 nhá, V46. Bộ này thì nó sẽ là một cái bộ vít và trên 40 chi tiết các bác. Đấy, bộ này sẽ là trên 40 chi tiết. Đầy đủ cho các bác luôn. Đấy. Giá thì sẽ là 100. Các bác lên cho em là bộ V46 này. Các bác lên cho em là bộ V46 nhá, 130.000 cho một bộ này. Bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là một tay công và một tay vít, rồi tay xoáy ngang, tay nối dài, rất là nhiều tay luôn. Đấy các cái loại tay như này để các bác về các bác sử dụng này. Đấy con này thì có xoáy nhanh, có đảo chiều luôn nhá, có xoáy nhanh, có đảo chiều các kiểu con đại điểu luôn. Đó, xoáy nhanh, đảo chiều các kiểu con đại điểu luôn. Đấy, tay vít này, đấy tay vít này, đấy tay vít rất là ngon luôn nhá. Ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là tay ngoắt nghéo này, tay ngoắt nghéo này. Đấy rồi tay công này, và nó sẽ có cho các bác là trên 20 đầu vít như này, to nhỏ lớn bé lục giác ba khe đầy đủ luôn. 130.000 nhá. 130.000 cái bộ vít này thôi. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Đấy lên cho em là V46 nhá. V46 130k. 130k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm, đó là cái hộp 5 mũi khoan đa năng đen này. 1 2 3 4 5, 5 mũi khoan đa năng đen như này. Đấy mũi của nó là mũi khế, các bác có thể dùng được tất cả các loại vít luôn. Đấy tất cả các bề mặt gỗ, sắt, thép các thứ đều được hết nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100k thôi. 100.000 các bác nhá. Giá thanh lý cho bác, giá cực tốt luôn. 100k cho một cái bộ 5 mũi khoan đa năng đen như này, tính ra vào chỉ có 20.000 một mũi thôi nhá. 20.000 một mũi thôi. 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái các bác lên mã giúp cho em, đó là cái kìm cộng lực nhá. Đây các bác đẩy đi này cho em này, đẩy này cho em. Đó. Lên mã giúp cho em đó là kéo cắt tôn cộng lực nhá. Giá sẽ là 160.000 cho một con kéo cắt tôn cộng lực như này. Hàng của Nhật nhá, hàng của Nhật dùng cực kỳ là ngon luôn. Đấy nó nghiêng 45 độ các bác. Đấy con này thì nó sẽ là nghiêng 45 độ thì các bác dùng nó rất là tiện luôn. Nghiêng 45 độ thì con này lên cho em là kéo cắt tôn cộng lực nhá, giá sẽ là 160k. 160.000 cho con kéo cắt tôn cộng lực như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm, đó là cái bộ chuyên chén ngọc xanh như này nhá. Bộ chuyên chén ngọc xanh như này. Đấy, một bộ này sẽ bao gồm cho các bác là 6 chén và một chuyên như này nhá, 6 chén và một chuyên. Đấy, 6 chén và một chuyên như này. Chuyên này của nó thì nó sẽ là chuyên dạng chuyên thấp vừa phải này thôi, trong lòng bàn tay này thôi. Các bác có thể dùng để mua để cho biếu tặng làm quà, hoặc là các bác dùng để mình hãm trà, pha trà uống rất là ok luôn. Đấy, bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 6 chén ngọc như này, 6 chén ngọc và một chuyên nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 80.000 thôi các bác nhá. 80.000 cho mấy cái bộ 6 chén ngọc kèm chuyên như này nhá. Giá chỉ có 80k. Giá thanh lý cực kỳ tốt cho các bác luôn, 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm, đó là cái
giá giá dắt dao nhá, giá dắt dao. Con này thì cái này là các bác lên cho em là giá dắt à kệ. Con này thì các bác lên cho em là giá dao dao đũa nhá. Đấy, lên cho em là kệ dao đũa nhá. Kệ cái này thì các bác vừa vừa để được dao vừa được đũa luôn. Đây, dao đũa để vào bình thường. Giá thì chỉ có 150k thôi, 150.000. Chất liệu bằng inox 304, có nắp ở đằng sau này. Đấy, có nắp đằng sau này các bác nhá. Đấy, à, có nắp dưới đít này để các bác xả nước này hoặc là tháo ra bình vệ sinh này, còn nước thì các bác chỉ cần nghiêng đi là nó đã chảy rồi, nghiêng đi nó chảy rồi nhá. Ở đây thì 1 2 3 4 con dao này, một cái liếc, một cái kéo này và các bác dắt đũa vào đây. Đấy. Các bác lên cho em là giá dao đũa nhá, giá dao đũa này. Đấy, hoặc là kệ dao đũa. Kệ dao đũa. Giá sẽ là 150.000, 150.000 cái kệ dao đũa như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái túi rác nhá. Đấy, túi đựng rác. Ở đây thì nó sẽ là một cái dòng túi cực kỳ là thông minh luôn. Một bịch này của nó là tới 100 túi luôn. Đấy, 100 chiếc luôn. Tha hồ thoải mái cho bác sử dụng nhá. Bịch này là 100 cái luôn. Thoải mái cho bác sử dụng luôn. Đấy. 100 cái tức là các bác dùng 3 tháng với hết một bịch này. Dùng 3 tháng với hết một bịch này nhá. Một bịch này 100 chiếc luôn. Chất liệu túi bóng rất là dai. Các bác có thể dùng để mình đựng rác rồi nói chung là các kiểu đều được. Ở đây nó sẽ có cho các bác là một cái dập đứt như này thì các bác giật ra cho em. Đấy, các bác xé ra cho em này. Đấy, xé ra cho em. Sau đó thì mình sẽ lồng nó ra mình cho vào các cái thùng rác nhà mình, nó rất là tiện luôn. Nếu các bác dùng những cái túi bóng đen thì nó lại không đủ cái diện tích để mình sử dụng, nhưng mà con này thì rất là ngon luôn. Đấy, kích thước của nó là 40-45, thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Đấy, 45-50 thoải mái luôn. Các bác lột ra nhà cho em này. Đấy, sau đó thì mình lồng vào thùng rác thôi, lồng vào thùng rác này. Đấy, rất là to luôn nhá. Đấy, 45-50 rất là to luôn, lồng vào thùng rác này. Sau đó khi nào mà đi đổ thì các bác chỉ cần là giật cái quai này lên cho em. Đấy, giật cái quai này lên cho em. Sau đó thì mình xách đi thôi, không cần bẩn tay luôn. Đấy, hàng thì rất là dai luôn các bác, rất là dai luôn nhá, rất là dai luôn các bác. Đấy, túi bóng rất là mỏng như vậy, rất là dai các bác này. Đấy, lên mã giúp cho em là túi đựng rác nhá. Các bác lên cho em là túi rác nhá. Đấy, túi rác giá sẽ là 45k. Con này thì các bác mua 5 bên em sẽ tặng 1 nhá. Đấy, 45.000. 45.000 cho một bịch như này, 100 cái luôn, mua 5 tặng 1. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái miếng dán thải độc chân. Giá thì sẽ là 40k cho một bịch như này. 40k cho một bịch 50 miếng. Con này thì bên em cũng bán mua 5 tặng 1 luôn. Đấy, chương trình tri ân khách hàng cứ mua 5 tặng 1, bao gồm là 50 gói thuốc này và 50 miếng dán như này, chuyên dùng để thải độc gan bàn chân và các cái khu vực nào mà các bác cần dán lên cũng rất là tốt luôn. Giá sẽ là 40k trên một bịch như này, mua 5 tặng 1 nhá, mua 5 tặng 1. Miếng dán thải độc chân rất tốt luôn. Đó, mua 5 tặng 1 này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đèn 20 nhá, đèn 20. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 110.000 cho con đèn 20 này thôi. Chất liệu của nó thì bằng thép nhá, rất sáng luôn, rất sáng luôn. Có một viên pin 18650 pin của hãng và kèm cho các bác một cái cáp sạc cái này nhá, cáp sạc. Hàng rất tiện ích cho các bác luôn. Đấy, nhỏ gọn. Dài thì khoảng 20 cm. Lắp pin thì các bác lắp đúng chiều pin cho em nhá, lắp đúng chiều pin cho em để tránh nó không lên nhá. Đấy, các bác cứ lắp đúng chiều pin cho em là nó sẽ lên thôi. Đấy, lắp đúng chiều pin nhá, xoáy chặt vào. Sau đó thì các bác bật công tắc lên cho em. Đó, bật công tắc lên. Đây, đấy, bật công tắc lên. Nếu các bác xoáy mà chưa chặt thì nó sẽ không lên, hoặc là không đúng chiều thì các bác đảo chiều pin đi cho em. Lên cho em là đèn 20 nhá. Giá thanh lý cho các bác chỉ có cho các bác là 110.000 thôi, 110.000 cho con đèn 20 như này. Siêu sáng luôn. Đấy, siêu sáng luôn các bác thấy không? Đây, mình có thể zoom ra zoom vào này, rất là tiện luôn nhá. Đây em sẽ tắt điện em test cho các bác xem luôn. Đây các bác này. Đấy, sáng chưa? Các bác thấy không? Đây. Đấy, một con đèn này. Đấy. Các bác có thể zoom zoom lại này, sáng nhất sáng rất sáng luôn nhá. Đây, pha của nó này. Đấy, các bác thấy chưa? Pha của nó rất là rọi luôn nhá, rất rọi luôn. Các bác có thể tùy chỉnh nhá. Chỉnh rất đơn giản là các bác chỉ cần đẩy tay lên, đẩy tay xuống như này thôi là xong này. Đấy, rất sáng luôn. Lên mã giúp cho em đó là đèn 20 nhá. Rất sáng luôn. Và pha của nó rất là rộng thôi nhá, dùng rất là thích luôn. Lên mã giúp cho em đó là đèn 20. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 110.000. Đấy, sáng mạnh, sáng vừa và nhấp nháy này. Pha thì siêu rọi luôn các bác nhá. Pha thì siêu rọi luôn, các bác thấy không? Có thể rọi xa hàng nghìn mét luôn các bác nhá. Đó, rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop về cho các bác cái bộ dao Đức này. Đấy. Bộ dao Đức, hàng thương hiệu Winling của Đức nhá. Khi các bác nhận được hàng thì hàng nó sẽ nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này. Giá thì hàng đợt này về cho bác giá cực kỳ là tốt luôn. Đấy, lên cho em là bộ dao Đức, giá sẽ là 750.000 nhá. Đấy, bộ dao Đức này. Đấy, lên cho em là bộ dao Đức nhá.
bộ dao Đức giá thì chỉ có 750k thôi. 750.000 và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn cho một bộ dao như này. Thì các bác nhận hàng thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái giá đỡ như này nhá. Giá đỡ bằng inox 304. Dày dẫn chắc chắn, sáng bóng đẹp. Đấy, inox 304, hàng thương hiệu Winling 2 người này. Tiếp theo là nó sẽ đến bộ dao thì nó sẽ bao gồm cho các bác là sản phẩm đây. Đấy, nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này. Hàng này nó sẽ là hàng mới tinh chưa qua sử dụng nhá. Bộ dao đây. Đấy. Tem mác các thứ đàng hoàng này. Đấy, tem mác các thứ đàng hoàng. Rất chất lượng cho bác luôn. Đầu tiên nó sẽ là một con kéo cắt gà này, một con kéo cắt gà như này. Đấy. Con này thì cắt gà, cắt cá, thực phẩm thức ăn đều ok hết nhá. Con kéo cắt gà này. Con kéo gà này thì đấy, đây nó sẽ là một con kéo cắt gà như này, rất dày dẫn chắc chắn. Đây, rất dày dẫn chắc chắn như này nhá. Đó, một con kéo cắt gà này. Tiếp theo thì nó sẽ là một con liếc mài này, liếc mài nhá. Liếc mài này thì các bác phải dùng cho em là từ 3 đến 5 năm thì mình mới phải mài. Đấy, từ 3 đến 5 năm thì mình mới phải mài, dao nó rất là bén. Tiếp theo là một con dao dao gọt này, đây, con dao gọt như này. Đấy. Một con dao gọt như này các bác nhá. Đấy, con này dài khoảng 20 cm. Winling đây. Winling made in Germany đây các bác nhá. Đó, made in Germany. Đó. Tiếp theo là đến một con dao thái này. Đấy, hàng siêu bén cho các bác luôn. Đây, đấy các bác thấy không? Dọc tách cả lấy bóng như này là các bác biết rồi. Hàng rất bén luôn. Một con dao thái này. Đó, một con dao thái như này. Đó. Thì các bác cho đây cho em. Đó. Tiếp theo nữa là đến một con dao dao chặt thì nó sẽ có hai con nhá, một con bản dày và một con bản mỏng. Đây, một con bản dày một con bản mỏng như này. Đó, một con bản dày một con bản mỏng. Bỏ vào đây xem. Đó, đây. Đấy, rất vừa xinh luôn các bác nhá. Đó, combo cho các bác luôn. Bao gồm cho các bác là 4 con dao, một kéo, một liếc và một giá đỡ nhá. 4 dao, một kéo, một liếc, một giá đỡ. Đó, combo cho các bác một cái bộ dao như này. Đấy, bây giờ nếu các bác mua nguyên cái giá đỡ này thôi đã phải mất tầm khoảng 150.000 rồi, 150.000 cho một cái giá đỡ như này rồi. Đấy, 150.000 trong con dao đỡ như này rồi nhá. Đấy, thế mà combo cho các bác là bao gồm là 4 dao này. Đấy, 4 dao. Đây. 4 con dao như này. 4 con dao như này nhá. Đấy, 4 con dao, một kéo, một liếc và một giá đỡ combo cho các bác. Giá chỉ có cho các bác là 750.000 thôi nhá. 750.000. Giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là bộ dao Đức nhá, 750.000. Giá đã bao gồm phí ship cho các bác luôn. Hàng này nó rất là nặng, nguyên phí ship không nó mất 50.000 rồi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn led trợ sáng nhá. Đây. Đấy, các bác lên xem là đèn trợ sáng này, có ốc áp các thứ đầy đủ cho các bác luôn. Ốc vít các bác đầy đủ cho các bác này, ốc bắt vít điếc đầy đủ, về nhà các bác bắt trực tiếp vào cái thiết bị của mình cho em. Đây, bắt vít vào đây. Đó. Lên mã giúp cho em đó là đèn trợ sáng nhá. Giá sẽ là 40.000. Con này thì về nhà nó sẽ là đèn bi cầu lồi như này, rất sáng luôn. Về nhà các bác đấu vào áp quy cho em, đấu vào bình áp quy cho em là xong nhá. Đó. Các bác đấu trực tiếp vào bình áp quy cho em. Đấy, thì mình lắp vào xe máy hoặc xe đạp điện đều ok hết nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là đèn trợ sáng. Giá thì cũng cực kỳ là ưu đãi cho các bác thôi. Giá rất ưu đãi nhá, 40.000 thôi. Đấy, lên mã giúp cho em đó là đèn trợ sáng. Giá sẽ là 40k nhá, 40k cho con đèn trợ sáng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái bàn chải nhá. Đấy. Bàn chải quần áo này. Đấy, lên cho em là bàn chải quần áo. Giá thì sẽ là 15k cho một con bàn chải quần áo như này nhá. 15.000 một chiếc thôi. 15.000 chiếc bàn chải quần áo như này. Các bác có thể dùng để mình đánh kỳ cọ rửa này, quần áo và các thiết bị khác đều ok hết nhá. Đấy, 15k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái khóa chống trộm. Khóa chống trộm nhá. Con này thì nó sẽ là có còi hú cho các bác luôn. Đấy. Nó sẽ có còi hú này. Khi các bác sử dụng thì là cái còi hú nó sẽ kêu. Đây con này. Đấy, đây con nhá. Đó, đây. Đây, khi bác đảo chiều này cho em là còi nó sẽ kêu này. Đấy, rút ra này. Đấy, khi các bác dùng thì nếu mà các bác không muốn dùng chống trộm, chức năng chống trộm thì các bác dùng bình thường cho em. Còn nếu mà các bác muốn dùng chức năng chống trộm thì các bác đảo chiều đi cho em nhé. Đấy, khóa chống trộm như này. Đấy, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Hàng đa di năng cho các bác luôn nhé. Đấy, đa di năng luôn. Giá thì rất hợp lý cho các bác rồi. Đây, một con khóa chống trộm như này. Giá chỉ có cho các bác là đi khi các bác sử dụng thì cái bên này nó sẽ là cái khóa bình thường nhé. Còn các bác muốn đảo chống trộm thì các bác đảo đi cho em. Đảo đi như này. Đấy, đảo đi như này. Đấy, rút chìa ra này. Đó. Có người động vào nó sẽ kêu các bác nhé. Đấy. Nó sẽ bú này luôn. Đó, rất tiện ích luôn nhá. Còn các bác muốn khóa bình thường thì các bác lại đảo chiều đi. Đảo chiều đi nó sẽ là một khóa bình thường. Còn các bác muốn chống trộm thì các bác cho cái chiều này cho em. Đó. Đấy, có người chạm vào nó sẽ bú này. Đấy. Rất tiện ích luôn. Lên mã giúp cho em đó là khóa chống trộm nha các bác nhá. Đó, kêu rất là to luôn. Kêu rất to luôn. Các bác lên cho em là khóa chống trộm nhá, khóa chống trộm. Giá của nó sẽ là 80k một chiếc nhá, 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác là sản phẩm đó là cái túi táo khô nhá, táo khô. Đấy, hàng thì nó sẽ là nguyên zin, nguyên đai, nguyên kiện như này. Đó.
quả to đều đẹp nhá, giá thì chỉ có 70k thôi. Lên mã giúp cho em đó là táo khô, giá sẽ là 70k cho một bịch táo khô như này nhá, 70k cho bịch táo khô như này. Dòng này thì các bác có thể dùng để ăn trực tiếp này, hoặc là dùng để mình ngâm rượu này. Đấy, ăn trực tiếp hoặc là mình ngâm rượu, hoặc là mình hãm nước uống đều ok hết nhá. Lên cho em là táo khô, giá sẽ là 70k trong bịch cái này nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái ô tô đồ chơi nhá. Đây, ô tô đồ chơi dành cho trẻ em. Một hộp này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là đây, đầy đủ một hộp như này. Đấy, nó vào khoảng là 30 cái nhá. Một hộp này khoảng 30 chiếc luôn, 30 chiếc. Đó, và dòng này của nó sẽ là dòng cót nhá, dòng cót. Đấy, thì ô tô cót như này dùng nó rất là tiện, thì các bác có thể dùng cho các em nó vui chơi, đấy, thích sáng tạo. Đấy, mua về thì tất cả lớn bé đều chơi được hết nhá, rất là tiện luôn. Lên cho em là ô tô đồ chơi, giá của nó sẽ là 80k cho một hộp như này nhá, 80k cho một hộp như này, bao gồm cho các bác là 30 chiếc luôn, thoải mái luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái đuôi đèn cảm ứng nhá. Đấy, các bác lên cho em là đuôi đèn cảm ứng, giá thì sẽ là 55.000, 55k cho con đuôi đèn cảm ứng như này. Thì nó về nhà thì có ốc vít thì được các bác bắt vào tường cho em này. Đấy, sau đó thì các bác bắt bóng vào đây, đấu điện vào. Đấy, và có chế độ là sáng ban ngày ban đêm hay là sáng 24 giờ. Đó, và có chế độ điều chỉnh thời gian. Nói chung là có người đi đến thì nó sẽ sáng, và không có người nữa thì nó sẽ tắt, nó rất là tiện. 55.000 thôi. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sạc ắc quy. Thì con này nó sẽ là sạc được bình của nó là 12V nhá. Đấy, 12V. Con 12V này thì sẽ là con 12V này thì sẽ là 190k nhá. Còn con cả 12 cả 24 này thì con 12 24 này thì sẽ là 290.000 và bao ship. Đó, thì có hai mẫu như này. Một mẫu là sạc bình nguyên 12V, còn một mẫu là sạc cả 12 cả 24. Con này thì ngoài tính năng là sạc nhanh này, rồi khử xun phát này, chống đảo chiều các kiểu, con là điều luôn. Thì nó rất là tiện cho các bác sử dụng đây. Đấy. Hàng này thì xuất đi nhiều nước nhá, Anh, Pháp, Mỹ, châu Âu luôn. Đó. Khử xun phát, chống đảo chiều, có hiện giờ các thứ đầy đủ cho các bác luôn. Nó là dòng sạc ắc quy thông minh. Bây giờ không ai người ta dùng cái sạc truyền thống nữa. Các bác cứ dùng cái sạc thông minh này cho em. Để ở nhà các bác đi xe đạp điện các thứ thì mình cũng dùng con này, nó rất là tiện nhá. Đấy, để sạc ắc quy thường này hoặc là xe đạp điện các thứ đều ok hết nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái áo mưa choàng nhá. Áo mưa choàng. Đấy, nó sẽ có mấy màu như này. Có màu xanh, có màu màu nâu này. Đấy, màu đỏ đậm này. Đó, giá thì sẽ là 100k cho một con áo mưa choàng như này nhá. 100.000 một chiếc. Đây, có cả kính chắn các thứ đàng hoàng như này luôn. Một con áo mưa choàng như này, 100.000. Con này nếu các bác mua ngoài cửa hàng nó bán cho bác khoảng 150 đến 200 các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì nó sẽ là cái khăn tắm của Hàn Quốc nhá. Đây, khăn rất là to, dày dặn chắc chắn cho các bác luôn. Khăn to dày dặn chắc chắn. Kích thước của khăn thì nó sẽ là một chiều là 70 và một chiều là 1m4. Hàng to khổng lồ luôn các bác nhá. To khổng lồ luôn. Đây các bác này. Đấy, hàng to khổng lồ như này. Một chiều 70 và chiều 1m4. Chất bông của nó thì mềm mịn, thấm hút nước tốt. Đấy, con này dùng rất là thích luôn. Các bác có thể mua về để mình dùng làm khăn tắm rất là tiện, hoặc là các bác có thể dùng để mình lau rửa ô tô các thứ cũng rất là ok. Đấy, thì các bác dùng đa di năng được luôn. Giá thì chỉ có 40 cành thôi. Lên mã giúp cho em đó là khăn tắm Hàn Quốc nhá. Giá sẽ là 40k cho một cái khăn tắm Hàn Quốc như này. Đấy, 40k cho một cái khăn tắm Hàn Quốc như này các bác nhá. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Đó, các cái mẫu hàng của bên em. Thì hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái lô ghế câu, thì nó có hai mẫu. Đấy, con này là ghế không tựa này. Ghế không tựa này thì giá của nó chỉ có 70 cành thôi. Chiều cao khoảng 25 và rộng khoảng 25 nhá. Đấy, còn con này thì có tựa này. Chiều cao phần tựa này sẽ là 70 này. Cao phần tựa là 70. Và cái phần ghế để ngồi này thì bản ghế này là 40-60 nhá, rất là rộng luôn. Tay các thứ các bác có thể tì đè thoải mái cho em luôn, rất rộng rãi các bác này. Đó. Đây các bác chân này, đấy em bây giờ em rung rinh cho bác xem nhá, rung linh đánh đu các bác này. Đấy các bác thấy không? Nó là cái hệ chân đai chéo như kiểu đai gọng vó như này, cho nên nó rất chắc luôn, và gấp vào nó rất là gọn, gấp vào nó rất là gọn. Đây, khi các bác gấp vào thì nó chỉ như một cái túi này thôi. Đây các bác có thể xách đi du lịch, đi phượt, đi chơi bài các thứ này. Đấy, con này thì các bác lên cho em là ghế tựa nhá. Giá của nó sẽ là 260.000. Nó sẽ có cho các bác là hai màu, có quai sách chiếc như này. Rồi ok. Đấy, quai sách có túi này. Đằng sau thì nó sẽ có cho các bác là một con túi chống nước như này nhá, một con túi chống nước như này. Và bên hông này thì sẽ có cho các bác là một cái túi để các bác đựng điện thoại, giấy tờ này. Đấy, đằng sau này là một con túi chống nước nhá. Túi chống nước đây. Các bác bỏ giấy tờ, bỏ các thứ vào đây, mình gấp vào là nó sẽ chống nước cho các bác này, gấp vào chống nước luôn. Đó. Thì con này thì nó sẽ là ghế tựa nhá. Ghế tựa là 260.000, còn ghế không tựa này sẽ là 70.000 thôi. 70.000 cho con ghế không tựa như này. Con này thì chiều rộng của nó là vào khoảng là 25 gần 30 nhá. Đấy, và cao của nó cũng tầm tầm đấy. Còn con này thì cao 70. Ghế ngồi rộng, đẹp, ngon lành cho các bác luôn. Giá thì rất hợp lý các bác nhá. Đấy, các bác lên cho em là ghế tựa là 260.000, còn ghế không tựa đây là 70.000. Rồi ok.
Con ghế tựa này bên em có hai màu nhá, một cái là màu xanh, cái là màu đen đấy. Còn cái con ghế không tựa này thì chỉ có cái màu lá như này thôi đấy, ghế không tựa. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mẫu đèn này đấy. Đầu tiên là cái đèn nấm này, đèn nấm con này thì giá của nó sẽ là 25.000. Nó là đèn ngủ cảm biến nhá, hình cây nấm. Đèn ngủ cảm biến hình cây nấm, ban đêm thì nó sẽ tự sáng và ban ngày nó tự tắt. Đây em sẽ che cái cảm biến này đi này là nó sẽ sáng này, các bác thấy không? Đó, đây cái mắt cảm biến của nó đây. Đó. Thì con này là 25.000 nhá, lên cho em là đèn nấm 25.000. Tiếp theo thì em về cho các bác cái mẫu đèn, đó là một cái loại một cái mẫu đèn các bác lên cho em là đèn ngủ đuổi muỗi nhá. Đấy, con này thì vừa là đèn ngủ vừa có tính năng đuổi muỗi luôn. Đấy, thì các bác chỉ cần cắm điện vào này cho em, cắm điện vào này cho em này. Đấy, bật lên thì nó sẽ có tính năng là đèn ngủ và vừa tính năng đuổi muỗi luôn. Đấy, cũng là một cái mẫu rất là thịnh hành nhá, và bên em bán rất là tốt luôn, rất nhiều người dùng. Đèn ngủ đuổi muỗi giá sẽ là 45.000 nhá, 45.000 cho con đèn ngủ đuổi muỗi như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm, đó là cái mẫu đèn led mini nhá. Đèn led mini con này thì rất nhỏ gọn này. Đấy, công suất của nó thì vào khoảng là 3W nhá. Công suất của nó vào khoảng là 3W, rất nhỏ gọn luôn, có công tắc như này. Đấy, lúc nào các bác thích dùng thì các bác dùng, không dùng thì các bác tắt đi, nó rất là tiện. Và nó cắm trực tiếp này luôn, cắm trực tiếp này luôn các bác này. Đấy, giá của nó thì rất tốt cho các bác luôn nhá. Công suất của nó là 3W nhưng mà khá là sáng, thì các bác dùng ban đêm nó rất là tiện này. Đấy, các bác có thể cắm ở cổng, ở cửa, hoặc các khu vực nào mình cần lấy sáng, hoặc là khu vực nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet, hoặc là hành lang. Đấy, thì các bác dùng con này cho em. Công suất của nó là 3W và nó sẽ có công tắc như này. Thích thì dùng, không thích thì mình tắt đi, nó rất là tiện luôn nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là đèn led mini nhá. Các bác lên cho em là đèn led mini, giá thì chỉ có cho các bác là 20 cành thôi. Đó, đèn led này, đèn led mini nhá, đèn led mini giá sẽ là 20.000 cho một con đèn led mini như này. Giá thì 20.000 các bác nhá. Đấy, đây, tính ứng dụng rất là cao luôn, về nhà các bác không cần phải đui đúng gì cả. Đấy, nó có làm con bóng đèn led mini này, cắm ổ điện là bật thôi. Đấy, các cái không gian nào mà mình cần phải chiếu sáng liên tục mà tiết kiệm điện nhá, công suất của nó chỉ có 3W thôi. Công suất của nó là 3W thì các bác nhá. Đấy, công suất của nó là 3W cho nên dùng nó rất là tiện. Đấy, ánh sáng led dùng trong nhà cực kỳ tiết kiệm điện luôn, công suất là 3W nhá. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái bóng đèn 3W nhá. Bóng đèn 3W sử dụng điện 220V. Các bác lên cho em là bóng đèn 3W, con này thì giá của nó sẽ là 10.000 nhá. 10.000 cho một quả bóng đèn 3W như này. Bóng đèn 3W giá sẽ là 10.000, 10.000 các bác nhá. Đấy. Còn con này thì nó sẽ là đèn led mini nhá, đèn led mini 20.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là dây bóng nhá. Các bác lên cho em là dây bóng, tại vì cái dây này nó có cả đuôi cả bóng luôn. Có cả đuôi cả bóng luôn. À, cả đuôi, tức là nó có sẵn cả đuôi luôn không nhá. Đấy, nó dây nó có sẵn cả đuôi luôn, cho nên bên em lên nó là dây bóng nhá. Đấy, lên cho em là dây bóng. Thì nó có cái dòng 4m. Đấy, một dòng là 4m và một dòng là gần 7m, một dòng là 4m. Đây, một dòng là 4m và một dòng là gần 7m các bác nhá. Đấy. Dòng ngắn thì là 4m và dòng dài là gần 7m. Thì cái số có hai mẫu như vậy, thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy. Dây thì nó là một cái dòng dây kèm sẵn đuôi và công tắc luôn. Đây, đấy, ví dụ như cái này là 4m này. 4m này. Có sẵn đuôi và công tắc luôn nhá. Có sẵn đuôi công tắc luôn. Đây, công tắc này về nhà các bác chỉ cần bắt cái bóng đèn vào đây cho em. Đây. Đấy, em sẽ thử cho các bác xem luôn nhá. Đây. Ví dụ là em bắt cái quả bóng 3W vào đây này, bắt quả bóng 3W vào đây. Đó. Thì cái này các bác dùng được từ công suất là khoảng bóng từ 100W trở về là ok. Đấy, bóng 100W trở về là ok các bác nhá. Đấy. Dây thì dài là khoảng 3m rồi, dây dài là khoảng 4m rồi. Cắm điện vào cho em này. Đấy. Sau đó thì các bác bật công tắc lên này. Đấy, các bác thấy không? Có công tắc luôn, các bác cứ cắm điện trực tiếp như này. Đấy, thích thì mình bật công tắc như này thôi, rất tiện ích nhá. Đó. Tắt đi bật lên, rất tiện luôn. Đó, tắt đi bật lên này, rất tiện luôn. Các bác thấy không? Rất tiện nhá. Đó, thấy chưa? Rất tiện luôn. Đấy, có công tắc như này. Lên mã giúp cho em đó là dây bóng nhá, dây bóng. Thì có cái dòng là cái dòng 4m này của nó, thì dòng 4m này thì bên shop bán cho bác với giá đó là 50.000 nhá. 50.000 cho một cái dây bóng 4m như này. Đấy. Còn cái dòng 5m thì giá của nó sẽ là 60.000 nhá. Đấy, dòng 5m của nó sẽ là 60.000. Đấy. Dòng 5m à, dòng gần 7m nhá, gần 7m cứ gọi cho là trên 6m đi. Đấy, trên 6m của nó sẽ là 60.000 nhá, 60.000. Đó. Của nó thì nó vào gần 7m đấy nhá, gần 7m, giá sẽ là 60.000. Còn cái dòng mà gần 4m này thì giá của nó sẽ là 50.000 nhá. Giá của nó sẽ là 50.000. Đó, thì bên shop có hai mẫu như vậy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái con dao gấp mini như này nhá. Đấy. Khi mở ra thì chiều dài của nó vào khoảng là 15 cm.
và khi gấp vào thì nó vào khoảng là 7 cm như này. Hàng siêu bén cho bác luôn và có lưỡi cài này. Các bác có thể cài vào ví dụ như là cài vào thắt lưng này hoặc cài vào đâu cũng được. Đấy, rất là tiện luôn. Đó. Và đây là một con dao gấp rất là gọn gàng nhé. Các bác có thể mang đi du lịch này, đi phượt này. Đấy. Các bác lên cho em là dao gấp nhá. Con này thì giá rất hợp lý cho các bác luôn. Các bác lên cho em là dao gấp nhá. Con này thì giá cực kỳ hợp lý cho các bác luôn. Giá chỉ có cho các bác là 25.000 trong con dao gấp như này thôi. Lên mã giúp cho em đó là dao gấp nhá. Dao gấp giá sẽ là 25.000. Hàng siêu đẹp cho các bác luôn. Đây, không dùng nữa các bác, gấp gọn này cho em này, gấp gọn như này các bác này. Rất tiện ích luôn, rồi mình có thể cài vào. Thép không gỉ, dao cực kỳ sắc bén luôn. Đấy, dao rất là bén các bác nhá. Dao rất là bén, gấp gọn được luôn. Các bác có thể đeo vào móc khóa này để mình gọt hoa quả này hoặc là đi rừng đi phượt này, chiết cây chiết cành đều ok. Lên cho em là dao gấp nhá. Dao gấp giá của nó sẽ là dao gấp này, giá của nó sẽ là đi 25k trong con dao gấp này thôi, 25.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái công tắc quạt nhá. Công tắc quạt từ xa. Đấy, điều khiển quạt từ xa thì về nhà các bác có thể lắp vào hết các cái dòng quạt điện này. Đấy, quạt phun sương, quạt hơi nước này và các cái loại quạt cây, quạt kiếc đều ok hết nhá. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái bản mạch như này. Một cái bản mạch như này thì về nhà các bác lên YouTube các bác gõ cho em là cách lắp công điều khiển quạt từ xa nhá, là nó sẽ có thôi. Bàn phím của nó thì nó sẽ là tiếng Việt như này, rất dễ sử dụng này. Về nhà các bác chỉ cần là cắt cái mạch của các cái hệ thống công tắc cũ ra, đấu con này vào cho em, đó là mình sử dụng thôi. Rất tiện ích nhá. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Các bác lên mã giúp cho em đó là điều khiển quạt nhá. Điều khiển quạt, tên đơn giản vậy thôi. Đây nó có các cái sơ đồ đấu nối này. Về nhà các bác có thể đấu nối theo cái sơ đồ này cho em, hoặc là mình về mình xem trên YouTube rồi mình đấu nối rất là dễ dàng thôi nhá. Lên cho em là điều khiển quạt nhá. Điều khiển quạt này, giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k cho một cái bộ điều khiển quạt như này. Giá chỉ có 50k anh thôi. Đấy, rất tiện ích nhá. Combo cho các bác là một bản mạch. Đấy, các bác đấu nối như này cho em, cái này rất dễ đấu nối vô cùng luôn. Đấy, nó sẽ theo các cái số của quạt như này và mình đấu vào cái nguồn này thôi. Đấy, rất đơn giản vậy thôi. Các bác cấp nguồn và sau đó đấu theo số của quạt như này là xong nhá. Đấy, một bộ này thì bên em đang bán là 49k nhá. Đấy, bên em đang bán 49 50.000 đây này. Có nhu cầu của các bác thì bên em cũng đã dặn nhà sản xuất là in bằng tiếng Việt để sơ đồ đấu nối cho các bác rồi. Đấy, đầu tiên là 3 dây số của quạt thì các bác đấu vào chân 1 2 và 3 được chưa ạ? 2 dây này 2 dây nguồn vào. Thì sau đây em sẽ hướng dẫn đấu nối cho các bác luôn ạ. Đầu tiên thì các bác cứ mặc định là bác cứ cắt quạt ra đấy, cắt quạt ra thì có 3 cái dây số được chưa ạ? Các bác đấu vào chân 1, số 1, số 2 và số 3 cho em. Là ok nhá. Đấy, mặc định là cứ tháo quạt ra là các bác đấu luôn. Đấy, có sẵn 3 cái số quạt của quạt rồi, bác phải đấu nuốt vào số 1, số 2 và số 3 cho em. Là mặc định nhé. Mặc định là 3 cái dây số của quạt là các bác đấu vào chân 1, 2, 3 cho em là ok. Đấy, 3 dây số 1, 2, 3 nhé. Các bác đấu vào cái chân mạch cho em. Đấu vào chân 1, 2, 3 trước. Rồi. Con này thì nó không có cái tốc năng điện ạ. Thì mình bỏ cái chân FVK nhé. Các bác bỏ cho em cái chân FVK đi ạ. Thì mình lấy tốt năng cơ thôi. Thì dùng điều khiển bằng cơ được chưa ạ. Đấy, còn bác nào mà mua thêm tốt năng điện thì liên hệ bên em. Bước tiếp theo thì mình đây, ở cái dây này thì các bác lấy nguồn điện vào nhé. Nguồn điện vào thì chân nóng qua chân nguội đấy. Đấy, nguồn điện vào thì mình đấu luôn vào cái chân nó thấp ở chân nó cao này, này cho em nhé. Đấy, pha nóng và pha mát mình nó không phân biệt đâu ạ. Đấy thì các bác đấu luôn cho em vào đây. Là hai dây này là hai dây nguồn điện vào nhé. Tiếp theo là bác lấy nguồn điện từ tụ điện về. Thì bác lấy trên một dây, nhiều quạt thì mình cắt ra thì nó có một dây nó kéo vào về đây rồi. Từ trên xuống, còn quạt này thì không có thì mình trích một dây ra cho em như này. Mình lấy dây này, dây của tụ nhé. Đấy, dây này dây của tụ mình phải trích ra nhé, chứ nhiều bác cắt đi là nó sẽ nổ đấy ạ. Thì cấp nguồn cho động cơ thì mình phải cấp cả hai dây chứ, được chưa? Đây là cái mắt thần nhá, mắt thần thì bác để ra ngoài quạt cho em như này. Đấy, được chưa? Đấy, thì em sẽ cắm lên đây như này. Và em sẽ vào em test cho các bác xem nhé. Đấy, em sẽ để ở đây. Đấy, cái mắt thần thì bác để đây cho em. Đấy, sau đó mình sẽ cấp nguồn điện cho nó này. Đấy, gấp nguồn này. Đấy, sau đó mình bật tắt cho nó nhá các bác nhá. Đây, em sẽ bật tắt này. Đấy, được chưa ạ? Đấy, lúc này rút mạnh hơn này. Đấy, mạnh hơn nữa này. Đấy, tắt cho các bác nhá. Đấy, rất là ok. Các bác mua hàng thì nhẹ bên em. Đó, đây có cái video đấu nối nha, hoặc các bác có thể lên TikTok mình xem trực tiếp nhá. Đấy, các bác có thể lên trực tiếp TikTok mình xem đấu nối cho em. Đây, nó sẽ có chân 1, 2, 3 là ba cái số của nó này. Đấy, còn cái SV kép này là cái túc năng thì các bác bỏ qua. Đấy, còn lại thì các bác cấp nguồn vào đây cho em. Nóng lạnh thì các bác cấp dây nào cũng được, nó không quan trọng dây nóng, dây lạnh. Sau đó thì các bác cấp một cái nguồn nữa của cái quạt vào đây là xong. Và đây là cái mắt thần các bác để lên trên này. Sau đó thì mình dùng điều khiển đây, điều khiển đây các bác nhá. Đấy, 50 cành thôi mà các bác đã có một cái bộ quạt điều khiển từ xa rồi thì các bác rất nên sử dụng nhá. Giá cả thì rất là hợp lý cho các bác luôn.
Đấy, bên shop họ cũng đang bán là 49-50 nghìn đấy. Bên em bán cũng giá hợp lý cho các bác luôn. Rồi, ok. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm, nó là cái ấm siêu tốc Hàn Quốc nhá. Ấm siêu tốc Hàn Quốc giá thì chỉ có 130 cành thôi. 130 cành cho một con ấm siêu tốc Hàn Quốc như này. Đấy. Con này thì vỏ bằng nhựa và bên trong của nó thì bằng inox 304. Inox 304 sáng bóng đẹp. Đấy. Inox 304 sáng bóng đẹp, hàng thương hiệu Cuckoo của Hàn Quốc nhá. Đó. Giá chỉ có 130 cành thôi, dung tích là 2,5 lít. 2,5 lít các bác nhá. Lên cho em là ấm siêu tốc Hàn Quốc giá là 130 nghìn. Ấm siêu tốc Hàn Quốc nhá, 130k. 130 cành. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái đế nóng nhá, đế nóng. Con này thì các bác có thể để ấm thủy tinh này, ấm thủy tinh này là rồi xoong nồi các kiểu con này điều lên được hết nhá. Ấm thủy tinh xoong nồi các kiểu con này điều lên được hết để mình giữ nóng này, mình pha trà, pha cà phê hoặc là các bác có thể đun nấu thoải mái luôn. Đây, đường kính của nó thì nó vào khoảng là từ 8 đến 10 cm như này và có công tắc đây nhá, có công tắc có số 1, số 2, số 3. Khi các bác bật lên là nó sẽ có dơ le và độ nóng của nó rất là nhanh luôn, sử dụng điện 220V. Đấy các bác này, đây. Đấy, các bác chỉ cần bật cái này lên cho em này. Đấy là đèn báo lên này. Đấy, cho số lên là đèn lên nhá. Đấy, on up này, cho số lên là đèn lên thôi. Đèn lên sau đó thì các bác sử dụng thôi. Đây, đèn báo lên này các bác này. Đấy, đèn nháy đây. Và nóng ngay các bạn, nó nóng ngay luôn. Thì rất là tiện nhá, nó là một cái dòng mâm gang thôi. Một cái dòng mâm gang cực kỳ là an toàn luôn. Đấy, em vừa cắm có mấy giây mà nó đã nóng rồi. Thì các bác có thể đặt xoong nồi các thứ lên đây đun nấu thoải mái, mang đi du lịch, đi học, đi phượt, đi làm đều ok. Đấy, ví dụ như là mình cần phải đun nấu ngay thì dùng cho em cái này cho em. Đó. Lên cho em là đế nóng nhá. Đế nóng giá của nó sẽ là 130 cành thôi, 130k cho con đế nóng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái kích điện 220 nhá, kích điện 220. Đấy, giá thì sẽ là một các bác lên cho em là kích điện nhá. Con này giá sẽ là 175.000, các bác kẹp vào áp quy cho em, dương, âm. Đấy, dương là màu đỏ, âm là màu đen. Nó sẽ kích cho các bác lên điện 220V luôn, có công tắc ở đây. Có cho các bác là hai chân USB này, hai chân cắm USB nhá. Và có cho các bác là một cục nguồn như này, một cái chân nguồn như này để các bác cắm trực tiếp mình sử dụng quạt rồi các thiết bị khác đều ok hết nhá. Giá thì sẽ là 175.000. Lên cho em là kích điện 220, nhà các bác có áp quy 12-24 đều dùng được cả nhá. 12-24 đều dùng được cả, rất tiện cho các bác luôn. Đây, 12-24 đều dùng được hết nhá. Lên mã giúp cho em đó là kích điện nhá. Kích điện giá của nó sẽ là 175k cho một con kích điện như này, 175.000 cho một con kích điện như này nhá. Đó, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái cục lọc nước nhá. Đấy, nguồn nước nhà các bác bị bẩn, bị ô nhiễm này. Đấy thì các bác có thể lọc qua để mình sử dụng này. Một là lọc qua để sử dụng trực tiếp, hai là lọc qua máy giặt này, ba là lọc qua bình nóng lạnh này để đảm bảo an toàn. Thì con này lõi của nó bằng inox như này. Các bác có thể dùng sau đó thì mình lại tháo ra, mình vệ sinh được, tháo ra mình vệ sinh rửa giấy đi, sau đó thì mình lại lắp tiếp vào. Thì nó rất là tiện ích luôn. Lên mã giúp cho em đó là cục lọc nhá, cục lọc. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, các bác lên cho em là lọc nước nhá. Lọc nước giá của nó sẽ là 50k nhá. Lọc nước 50.000. Ngoài ra thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái phao nước đây, phao cơ như này. Lên mã giúp cho em là phao nước nhá. Đấy, con này thì rất là tiện, bây giờ không ai người ta dùng cái phao cơ gậy gậy như này nữa, dùng nó vừa kêu nó vừa rít vừa khó chịu nhá. Mà ngoài ra thì nó không an toàn, thì con này thì dùng rất là an toàn luôn. Nước ngập 1 cm như này thì phao sẽ tự đóng, rất tiện luôn. Giá sẽ là 70k nhá, 70.000. Lên mã giúp cho em đó là phao nước, giá sẽ là 70k nhá. Phao nước này, lên cho em là phao nước, giá sẽ là 70.000 nhá. 70k cho một con phao nước như này. Rồi ok. Hello chào các bác nhá. Hôm nay thì bên shop thanh lý cho các bác một số cái lô nước hoa. Nước hoa thì đây. Dòng này nó sẽ là nước hoa chiết các bác nhá. Đấy, các bác lên cho em là nước hoa chiết thì nó sẽ có cho các bác là rất là nhiều thương hiệu. Rất là nhiều thương hiệu. Dior này, Chanel này, rồi Dior, Chanel không nhá. Đấy, cơ bản thì nó sẽ là có là Dior, Chanel và Men Sexy này. Đấy, Men Sexy, Sexy Men. Đó. Đấy thì nó sẽ có các cái mẫu cơ bản như vậy nhá. Dior, Chanel, Sexy Men rồi giò này, giò. Đấy. Thì nó sẽ là dòng nước hoa chiết như này. Thì bên em bán theo kiểu là thanh lý cho các bác thôi, bán thanh lý cho các bác nhá. Đấy. Bên em bán thanh lý cho các bác cái giá cực kỳ tốt luôn, giá rất là tốt cho các bác nhá. Đấy thì đây em sẽ bóc thử cho bác xem này. Hàng này thì bên em xanh thanh lý được trong các hệ thống siêu thị với nhá. Nó sẽ là dòng nước hoa chiết như này. Nước hoa chiết lọ của nó thì nó sẽ là một lọ này của nó là 20ml các bác nhá. Đều là một lọ này là 20ml các bác này. 20ml các bác này. Đấy. Rất là thơm luôn. Mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu nhá. Mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu, rất là ngon lành cho các bác luôn. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là nước hoa chiết nhá, nước hoa chiết. Đấy. Thì bên em sẽ bán combo nhá, bán combo cho các bác. Đấy, bán combo cho các bác hoặc là thôi bán lẻ cho các bác dễ mua, bán lẻ. Đấy thì nó sẽ có là
giò là một này, giò là một này, chè neo là hai này, đấy giò là một, chè neo là hai, giò là một, chè neo là hai, xích xi men là ba, đấy và đây, cái này là xích xi men này, xích xi men này, giò này, đấy, rồi Dior chè neo, đấy, có 4 năm thương hiệu như vậy nhá, đấy có 4 năm thương hiệu, có cả bốt nữa này, có cả bốt nữa, đấy thì nó sẽ là 4 năm thương hiệu như vậy nhá, bốt này, đấy chè neo cái này thì cũng giống nhau thôi, đấy nó có 4 năm thương hiệu như vậy. Thì bên em sẽ nếu mà đây bên em sẽ bán với cái giá là 20.000 nhá, 20.000 cho một lọ như này, 20.000 cho một lọ nước hoa như này thôi, giá nước hoa chiết, giá thanh lý cho bác 20.000. Nếu bác nào mua đủ mẫu 5 lọ thì bên em sẽ tặng một lọ, là 6 lọ nhá, 1 2 3 4 5 6 lọ này, đấy mua 5 thì sẽ là tặng một, còn lại là bán lẻ thì sẽ là 20.000 cho một lọ như này. Thì nó sẽ có là Dior là 1 này, Sexy Man là 2 này, Chanel là 3 này, đấy, Chanel là 3 này, rồi, đây, đấy, giò là 4 này, đấy, rồi bốt là 5 này, đấy, nó sẽ có cơ bản là khoảng 5 loại như vậy nhá, 5 loại như vậy, còn lại là nói chung là không có thì là bên em sẽ gửi ngẫu nhiên cho các bác thôi, đấy là nước hoa chiết nhá, các bác lên cho em là nước hoa chiết nhá, nước hoa chiết. Giá của nó sẽ là 20k một lọ. Đấy, nước hoa chiết này, lên theo là nước hoa chiết. Nước hoa chiết nhá. Hàng này hàng 20ml hoa chiết, 20k trên một lọ như này. Và mua 5 thì sẽ là được tặng 1 nhá. Mua 5 tặng 1. 20.000 một lọ, mua 5 tặng 1. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái túi của thằng nó sẽ là cái thằng. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái túi dép nhá, túi dép thì này cắt anh cái này là tí này. Túi dép thì bên shop về bỏ cả cái cúc đây. Nó sẽ có hai màu, màu đen và màu nâu. Đấy túi dép như này. Đấy một con túi dép rất là ngon như này. Nó sẽ có cho bác là một ngăn to này, một ngăn to này thì sẽ là có khóa kéo này. Cắt cái gì được chưa? Một ngăn to có khóa kéo này, đấy, một ngăn to có khóa kéo như này. Một ngăn nhỏ bên ngoài. Đấy và nắp đậy đây. Đấy ngăn này có nắp đậy như này. Thì nó sẽ là hai ngăn, có dây đeo như này nhá, dây đeo bản to cho các bác luôn để đeo không sợ bị trượt nhá, đấy không sợ bị đau vai đó. Có hai màu, cái shop về nó sẽ có cho các bác là hai màu, màu đen và màu nâu, màu đen và màu nâu như này, đấy hai màu, màu đen và màu nâu, túi hàng của thương hiệu Z này, hai màu, màu đen và màu nâu, hàng máy trần cực kỳ kỹ luôn, đường kim mũi chỉ, đây em đo kích thước cho các bác xem, chiều cao của nó là 30 nhá, cao 30. À, chiều ngang của nó là 25 nhá. Và bán rộng thì vào khoảng là 5-7 cm. Lên mã giúp cho em đó là túi dép nhá. Túi dép. Đấy, túi dép thì sẽ có hai mẫu như này. Lên cho em là túi dép này. Đấy. Túi dép. Túi dép nhá. Đấy. Túi dép nó có hai mẫu, có hai màu, màu đen và màu nâu. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất tốt luôn, chỉ có 95k thôi. 95.000 cho một con túi dép như này nhá. 95.000 cho một con túi dép như này. Giá cực kỳ là dễ mua các bạn. Giá cực kỳ dễ mua cho các bác luôn. Lên mã giúp em là túi dép, giá sẽ là 95k một con nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ cúc này. Một cái bộ cúc như này. Đấy, bao nhiêu tiền nhỉ? Giá của nó thì đây, đấy, một bộ của nó thì sẽ là đây. Một bộ của nó là đầy đủ như này nhá, đầy đủ như này. Và ví dụ như là cúc quần, cúc áo này các bác nó có sẵn cho các bác một con vít luôn. Đấy thì các bác rất đơn giản, không cần phải khâu vá nhiều. Chỉ cần là đặt vào quần thôi, đặt vào quần và áo này sau đó thì mình bắt cho em cái vít này vào là xong. Đấy, nó sẽ có cái ốc vít như này. Đấy, có cái ốc vít như này nhá. Đấy, các bác chỉ cần đặt vào đây, xoáy ốc vào cho em là xong này. Đấy, đặt vào các bác xiên vải qua sau đó thì xoáy vít vào cho em là xong. Đó, xoáy vít vào là các bác đã có một cái cúc quần, cúc áo rồi, rất tiện lợi luôn. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là cái này là cái gì, tên nó là cái gì? Hả? Lên mã giúp cho em là khuy cúc nhá, khuy cúc, giá sẽ là 40k cho một hộp như này. Một hộp này thì phải đến vài chục chiếc đấy, nói chung là mua một hộp này là dùng cả đời luôn. Hộp này là dùng cả đời luôn nhá. Lên mã giúp cho em đó là khuy cúc nhá. Đấy, khuy cúc giá sẽ là 40k. Đó. Lên mã giúp cho em đó là khuy cúc này. Giá sẽ là 40k cho một hộp như này. Nhiều lắm, các bác dùng tha hồ thoải mái luôn. Đấy, dùng trọn đời cho em luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý rồi. Lên mã giúp cho em đó là khuy cúc, giá sẽ là 40k. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với số Phạm Huấn nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, bên em thì ship code toàn quốc, các bác nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp cho em.
Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái sản phẩm đó là cái chai xịt RP7 nhá, xịt RP7. Hàng này thì nó sẽ là hàng cỡ to, hàng cỡ đại, bỏ anh dưới biển đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 50.000 nhá, 50k đó. Hàng này là cỡ to, dung tích của nó là 350g và tổng là 493ml các bác nhá. Lên mã giúp cho em đó là xịt RP7, giá của nó sẽ là 50k. Con này thì hàng của Australia các bác này, hàng của Australia các bác nhá. Đó. Hàng thì nó sẽ là hàng của Australia. Và con này của nó thì nó sẽ giúp cho các bác là khởi động lại động cơ này, giúp động cơ cải tiến này, giảm phát ra tiếng kêu này, rồi là chống rỉ sét này. Giá của nó sẽ là 50.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái chai khử mùi tủ lạnh nhá, khử mùi tủ lạnh. Thì cái này rất là đơn giản thôi. Sử dụng thì các bác chỉ cần xoáy cái nắp này ra cho em này, xoáy cái nắp này ra, sau đó thì các bác giật cái tem này ra và các bác bỏ vào trong tủ lạnh cho em, bỏ vào trong tủ lạnh cho em. Thì nó sẽ giúp cho các bác là khử những cái mùi hôi, mùi khó chịu vào trong tủ lạnh nhá. Lên cho em là khử mùi tủ lạnh, giá của nó sẽ là 30k cho một chai khử mùi tủ lạnh như này nhá. 30.000 cho một cái lọ khử mùi tủ lạnh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái điện thoại 4 SIM nhá, điện thoại 4 SIM. Đó, đây, một con điện thoại 4 SIM chất lượng như này. Đấy, thì cái hướng dẫn sử dụng này. Đấy, lắp SIM vào thì phải khởi động lại máy này, sau đó thì tắt nguồn đi lại khởi động lại để máy nhận SIM. Đó, 4 SIM, 4 khay SIM như này, 1 2 3 4 khay SIM. Đó. Và có sẵn cho các bác một con đèn pin này luôn. Dung lượng pin của nó thì cực khủng nhá. Có sẵn một cái đèn pin siêu sáng luôn các bác này. Đấy, đây là một cái đèn pin nhá chứ không phải là đèn led đâu. Đấy, có sẵn một cái đèn pin luôn. Đó, và đây là cái mặt màn hình của nó này. Đó, con này thì có tới 4 SIM luôn. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 450.000 nhá. Lên mã giúp cho em đó là điện thoại 4 SIM này, điện thoại 4 SIM. Giá sẽ là 450.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái ly nhiệt nhá. Đấy, ly nhiệt. Con này thì một cái ly như này, dung tích của nó sẽ là 600ml các bạn, 600ml, có kèm cho các bác là một cái ống hút bằng inox nhá. Một cái ly như này. Đấy, dung tích 600ml, hàng của Mỹ này, American các bác này, American, hàng của Mỹ, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây. Đấy, con này thì ngoài sử dụng là tính năng là các bác sử dụng làm ly giữ nhiệt để mang đi thì nó có gioăng, có nắp đậy này, còn ngoài ra các bác có thể bỏ nắp này ra mình làm một cái cốc uống nước bình thường. Đấy, giá thì sẽ là bao nhiêu nhỉ? Hả? Con này thì giá thanh lý cho các bác giá tốt nhá. Em đang bán là 70.000, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 60.000 cho một con ly nhiệt như này thôi. Đấy, lên mã giúp cho em đó là ly nhiệt nhá. Ly nhiệt. Đấy, ly nhiệt giá của nó sẽ là 60k nhá, 60.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái giá bản lề nhá, giá bản lề, giá của nó sẽ là, đây nó sẽ là một cái sản phẩm như này các bác này. Về nhà thì các bác bắn vào tường cho em, sau đó thì mình bắn vít lên. Đấy, mình không dùng thì mình gấp xuống, nó rất là gọn. Độ chịu tải của nó rất là lớn nhá. Đấy, gấp lên gấp xuống rất là gọn. Đây, đúng như video như này. Đó, bắn vào cho em này. Rất tiện ích luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có cho các bác là 100.000 cho một cái giá bản lề nha các nhá. Lên mã giúp cho em đó là giá đỡ bản lề nhá. Đấy. Giá bản lề 100.000, giá bản lề 100k nhá. 100k cho một con giá bản lề như này. Hàng này thì rất là tiện ích luôn. Đây nhá, nó là cái giá đỡ như này các bác này. Đấy, hàng thì bằng thép trắng, không gì, rất là dày dẫn và chắc chắn. Và con này thì nó rất là tiện ích luôn, 100.000 một đôi như này nhá, một đôi như này. Đấy. Thì các bác cứ đưa vào là mình đóng mở là nó sẽ đẩy ra thôi. Cái này thì nó khá là cứng, nhưng mà khi các bác bắt vít vào thì nó sẽ đẩy ra rất là dễ dàng. Đấy. Nó sẽ đẩy ra, nó có một cái con lẫy ở đây các bác này, nó có con lẫy ở đây. Đấy, đây các bác này. Đấy, khi các bác đẩy ra thì nó sẽ sập vào nhá. Còn khi mình chỉ cần ấn xuống như này là mình gập vào thôi. Đó, còn khi đẩy ra thì mình chỉ cần giật này nó sẽ đẩy ra này. Đấy, giật này nó sẽ đẩy ra. Đó. Thì các bác bắt này chưa? Còn khi mình đẩy xuống thì mình chỉ cần bóp cái này là nó sẽ đẩy xuống này. Đấy, bóp này đẩy xuống. Còn khi giật lên thì mình lấy này nó sẽ giật lên. Đó, rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 một đôi như này thôi. 100.000 cho một đôi giá đỡ bản lề như này nhá. 100k đấy. Vừa nãy thì em cũng có cái video lắp đặt thực tế cho các bác xem nhá. Lắp đặt thực tế cho các bác xem và nó cũng có ốc vít, ốc viếc hẳn hoi đầy đủ combo trọn bộ cho các bác luôn. Thế nên là về nhà các bác cũng không phải mua đi thêm ốc nữa. 100.000. Tiếp theo thì em lên cho bác sản phẩm đó là cái nối nhanh nhá. Đấy, các bác lên cho em là nối nhanh. Cái này thì các bác lên cho em là cút nối điện nhá, cút nối điện. Con này thì bên em sẽ bán là lẻ là 10.000 một chiếc. Về nhà các bác chỉ cần cho hai đầu âm dương vào đây, sau đó thì mình sập vào là xong.
hàng này của nó thì kết nối cực kỳ là tốt luôn. Đấy, cho hai đầu âm dương vào đây sập vào cho em là xong. Đó, rất tiện ích này. Giá thì chỉ có cho các bác là đi 75.000 một chục, còn mua lẻ thì sẽ là 10.000 một chiếc nhá, cút nối điện thôi nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bộ vật cầu lông nhá, bộ vật cầu lông như này. Đấy, bộ vật cầu lông như này. Giá sẽ là 120.000 một bộ. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật và dùng thì cực kỳ là đã luôn. Đấy, có kèm cho các bác là ba quả cầu luôn nhá, ba quả cầu như này. Đấy, một bộ vợt ba quả cầu như này, 120.000, giá siêu rẻ siêu tốt cho bác luôn. Một bộ vợt ba quả cầu luôn. Đấy, một bộ vợt thế này bao gồm một đôi nhá. Đấy, một đôi. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật các nhá, hàng của Nhật. Dây cước các thứ cực kỳ là căng luôn. Đấy. Và con này thì nói chung là các bác dùng cho trẻ em các thứ vui chơi, hoặc các bác vui chơi thì rất là thoải mái nhá. Đấy, con này thì các bác chỉ dùng vui chơi thôi chứ không thể dùng thi đấu được đâu các bác nhá. Đấy, thì cái giá của nó cũng khá là hợp lý. Hàng dân dụng, hàng của Nhật, hàng dân dụng thì các bác dùng cũng rất là ok. Đấy, chất lượng của nó thì dùng cũng rất là ok, thoải mái thôi. Dùng vài ba năm không có vấn đề gì. Nên cho là vợt cầu lông nhá. Giá của nó sẽ là 120k. 120k bao gồm là cả một bộ vợt và ba quả cầu luôn. Tiếp theo thì nên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái kem đánh răng nhá. Kem đánh răng của Nhật và của Hàn. Đấy, có hai mẫu của Nhật và của Hàn như này. Đấy, có hai mẫu cho các bác luôn. Một mẫu của Nhật và mẫu của Hàn nhá. Mẫu của Nhật này thì sẽ là cái dòng là chuyên trị chống viêm níu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu trên răng, hàng made in Japan. Con này thì giá của nó sẽ là 70k nhá. 70k cho một lọ kem đánh răng Nhật như này, 70.000. Đấy, còn kem đánh răng Hàn Quốc thì dòng này thì chuyên làm trắng răng nhá, chuyên làm trắng răng. Con này thì dung tích của nó là 120g và giá sẽ là 40k nhá. 40.000 cho lọ kem đánh răng của Hàn Quốc nhá. Đấy, hàng made in Korea. Đây. Đấy, đây các bác này, made in Korea, hàng của Hàn Quốc, Hàn Hoi. Đấy, giá sẽ là 40.000 các bác nhá. Con này thì giá của nó sẽ là hàng made in Japan, giá sẽ là 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái kẹp đơn nhá, kẹp đơn như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái kẹp quần áo như này nhá. Bên em bán theo vỉ như này. Đấy, lên cho em là kẹp quần áo nhá, kẹp quần áo này. Đấy, kẹp quần áo, giá của nó sẽ là 30k trên một vỉ như này. Bao gồm là 20 cái nhá, 30k trên một vỉ, 20 cái. Kẹp rất là chặt luôn các bác này, kẹp rất là chặt luôn thì các bác dùng để mình kẹp quần áo, kẹp đồ để khi mình phơi thì nó sẽ chống bay rất là tốt luôn nhá. Lên mã giúp cho em là kẹp quần áo, giá sẽ là 30k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái viên giặt xả nhá. Đấy, viên giặt xả thì nó sẽ là lô này thì nó lại về hàng túi như này, hàng túi như này chứ không còn cái hộp như ngày trước nữa. Đấy, nhưng mà nó cũng đầy đủ combo cho bác luôn, cả giặt cả xả luôn nhá. Đấy, viên giặt xả như này nhá, hàng nội địa của Nhật, cực kỳ sạch và thơm luôn. Lên mã giúp cho em đó là viên giặt xả một túi như này thì giá sẽ là, các bác lên cho em là viên giặt xả nó, hôm trước thì cái lô nó về là hàng hộp thì hết rồi, đợt này nó lại về hàng túi như này nhá. Đấy, và giá của nó sẽ là 55k nhá, 55k cho một túi như này các bác này. Đấy, thì con này của nó là 5 trong 1 luôn. Đấy, giặt sạch rồi tẩy thơm. Đây, một viên này nó sẽ là 5 loại như này này, 1 2 3 4 5, 5 loại như này, giặt sạch tẩy thơm các kiểu, con là điều luôn. Đây, đấy, 5 trong 1 các bác này. Đấy, mẫu mới, hàng của Nhật, made in Japan, 5 trong 1 luôn. Giặt thì cực kỳ sạch và thơm nhá. Đấy, một cái bịch như này là nó giặt được là một viên như này, một túi như này là giặt được 3 kg quần áo các bác này, 3 kg quần áo. Đấy, đây thì nó tính là một như này là giặt được 3 cân quần áo luôn. Tha hồ thoải mái cho bác sử dụng. Tiện, các bác chỉ cần ném trực tiếp vào trong mở ngăn ra, ném trực tiếp vào cho em là xong, không phải đổ để gì mất công nhá. Đấy, lên cho em là viên giặt xả nhá, viên giặt xả, giá sẽ là 55.000 cho một túi như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái dầu gội đầu Thái Lan nhá, dầu gội đầu Thái Lan, 80.000 cho một lọ như này, 80.000 cho một lọ như này các bác này, 80.000 cho một lọ này. Lọ này thì dung tích của nó là 450ml các bác nhá, 450ml, gần nửa lít. Có hai màu, màu trắng và màu xanh. Đấy, đều là hàng của thương hiệu Clear. Giá sẽ là 80k nhá, 80k. Đấy, lên cho em là dầu gội đầu Thái Lan, giá sẽ là 80.000. Đấy, hàng của Thái Lan các bác này. Đây, Bangkok Thái Lan các bác nhá. Đó, Bangkok Thái Lan đây. Dầu gội đầu Clear của Thái Lan. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái chai xịt nhà tắm nhá, xịt nhà tắm. Đấy, nhà tắm nhà các bác bị bẩn bong chốc ố vàng các bác. Lắc đều lên chưa? Lắc đầu sau nó xịt như này. Đấy. Và nó sẽ là cái dạng bọt tuyết như này các bác này. Nó là cái dạng bọt tuyết như này thì là các bác cứ để một lúc, sau đó thì mình đánh kỳ cọ đi là nó sẽ sạch. Và cái này thì nó thơm nhá, hương chanh rất là thơm luôn. Giá của nó sẽ là 45k nhá, 45k cho một chai xịt bọt tuyết như này.
45.000 coi nhá. Đấy, 45.000 cho một chai xịt vỏ tuyết như này, à xịt nhà tắm, nhà vệ sinh như này nhá. Rất sạch thơm luôn. Đó, tiếp theo thì bên em về cho bác sản phẩm đó là cái khay bộ ba hũ gia vị nhá. Bộ ba hũ gia vị, bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là 3 chiếc như này. Chất liệu bằng nhựa nguyên sinh, bền đẹp chắc chắn, hàng nhựa chất lượng cao. Đấy, an toàn với sức khỏe cộng đồng các bác này. Đấy, rất đẹp luôn. Con này thì các bác dùng nó rất là tiện nhá. Tay trái mình bấm này, tay phải mình xúc này. Đấy, thì không cần phải các bác phải động tay và nó mất công bẩn thỉu. Nó rất sạch sẽ luôn. Combo cho các bác một bộ ba cái như này giá chỉ có 60k thôi. Đấy, bộ ba hũ gia vị nhá, 60k, giá cực kỳ hạt rẻ luôn. Tiếp nha, thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con đèn ngủ đuổi muỗi, vừa là đèn ngủ vừa chức năng đuổi muỗi luôn. Đấy, cắm vào bật lên cho em là xong. Đấy, cảm biến nhá, có cảm biến. Đấy, đèn ngủ đuổi muỗi, giá của nó sẽ là giá của nó sẽ là 40.000 nhá. 40.000 cho một con đèn ngủ đuổi muỗi như này. Đấy, 40k cho một con đèn ngủ đuổi muỗi như này nhá. Đấy. 45.000, 45k đó, 45k cho con đèn ngủ đuổi muỗi như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái vỉ bàn chải đánh răng 1, 2, 3, 4, 5, 6. Con này thì hàng của Nhật, chuyên trị viêm nướu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu trên răng. Giá chỉ có 25k thôi, 25k nhá. 25k, đã được hội y khoa của Nhật chứng nhận đây. Chuyên chống viêm nướu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu trên răng. 25.000, 6 cái bàn chải 1, 2, 3, 4, 5, 6. Giá không thể tin nổi luôn các bác nhá. Đó, rồi, ok.